chương 3160, phỏng đoán đáng sợ. Có nhiều như vậy, lang Hàn nhớn mày, phải, đại hắc cầu nghiêm nghị nói, nghe nói, còn có không ít hậu đại của lục bộ thiên tôn, cứ như vậy hư không tiêu thất, sống không thấy người, chết không thấy xác. Người nói, ngay cả hậu nhân của lục bộ thiên tôn cũng dám ra tay, còn có cái gì là không dám. Lăng Hàn chậm rãi gật đầu, còn có đại sự gì không? Có, hiện tại không đánh với cuồng loạn, liền tự mình đấu tranh nội bộ, kỳ thật cũng không thể xem như người một nhà, dù sao coi như đến từ một vị diện, cũng rất khó ngồi chung một bàn. Đại hắc cầu lắc đầu, theo cầu ra thấy, thế đạo này còn loạn hơn trước kia. Lăng Hàn không khỏi sợ hãi cả kinh, ngươi nói, này có phải là mục đích chân chính mà lần năng lượng phong bạo này phát động không? Ngươi nói là, cuồng loạn cố ý chế tạo một trận năng lượng phong bạo như thế, chính là vì để chúng ta tự giết lẫn nhau. Đại hắc cầu hỏi lại, sau đó lắc đầu, cũng không đúng, hiện tại thông đạo hai giới bị phá hư chỉ có thất bộ mới có thể chiến đấu ở trong đó đây chính là sự tình tất cả đại nhân vật đều xác nhận qua bằng không thì mọi người sẽ không ngu xuẩn như thế lang hàn trầm ngâm một hồi ngươi nói đúng nhưng mà chúng ta không phải cuồng loạn chúng ta đều là sinh linh phổ thông nhưng cuồng loạn ngoại trừ là sinh linh nó đồng thời là một vị diện ý của ngươi là cuồng loạn có biện pháp tiêu trừ năng lượng phong bạo đại hát cầu hít vào một ngụm khí lạnh t như vậy đến lúc đó chúng ta liền thảm rồi. Bây giờ chúng ta nội đấu, tiêu hao binh lực, nhưng cuồng loạn lại có thể liều mạng chế tạo quân đội, đến lúc đó này trưởng kia tiêu, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, nếu dựa theo cục diện trước đó phát triển tiếp, viêm xương vị diện cuối cùng cũng có một ngày bị thôn phệ, nó làm gì vẽ vời thêm chuyện như vậy. Đại hắc cầu không nghĩ ra, lang hàn nghĩ nghĩ, chúng ta không phải cuồng loạn, không có khả năng suy nghĩ đến ý nghĩ chân chính của nó. Bất quá, ngược lại là có thể phỏng đoán một chút hắn lại tiếp tục nói theo tiết tấu trước đó cuồng loạn là có khả năng thôn vệ hết viêm xương vị diện nhưng có một vấn đề nguyên thế giới tự cứu mình khởi động vị diện chiến tranh nói cách khác vị diện siêu cao cấp là có thể thông qua vị diện cao cấp thôn vệ lẫn nhau tạo ra được coi như viêm xương vị diện không còn như vậy còn có thể xuất hiện vị diện siêu cao cấp thứ hai tiếp tục tái chiến nguyên thế giới không ngừng sinh sôi chỉ cần có đầy đủ thời gian có thể không ngừng sinh ra vị diện mới như vậy dạng chiến tranh này sẽ vĩnh viễn không có lúc kết thúc. Hơn nữa, ai có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện cuồng loạn thứ hai. Đại Hắc Cầu liên tiếp gật đầu, cảm thấy Lăng Hàn nói có lý, bọn hắn không có cách nào lắng lại năng lượng phong bạo, không có nghĩa là cuồng loạn nhất định không có cách nào, bởi vì nó chính là thủ phạm tạo thành năng lượng phong bạo. Nếu như trận năng lượng phong bạo này chính là cuồng loạn tận lực làm ra. Lăng Hàn tiếp tục phỏng đoán, như vậy, sự tình cực kỳ hỏng bét đã phát sinh, không có sinh tử tồn vong uy hiếp, chúng ta đã bắt đầu nội loạn. Điều kiện tiên quyết là, cuồng loạn thật có biện pháp lắng lại năng lượng phong bạo, nếu không, hết thảy phỏng đoán đều khó có khả năng phát sinh. Đại Hắc Cầu nói, ngươi đi tìm Hắc Lư, để hắn hỏi Chu Hằng tiền bối một chút. Lăng Hàn nói, bây giờ hắn bị không biết bao nhiêu thiên tôn cao gia nhìn chằm chằm, hiện thân quá nguy hiểm. Đại Hắc Cầu gật đầu, vừa định quay người đi, lại lập tức ngừng lại nói. Đúng rồi, cầu ra suýt nữa quên mất chính sự. Cái chính sự gì, Duyên sinh đại nhân từ trong ghi chép cổ đại phát hiện một thiên tôn mộ địa viễn cổ, bên trong cực có khả năng có thiên tôn ký hiệu. Đại Hắc Cầu nói ra một tin tức kinh người, ừm, ánh mắt của Lăng Hàn sáng lên, xác thực đáng tin, tiên vương đã vạn kiếp không diệt, huống chi thiên tôn. Làm sao sẽ treo, Đại Hắc Cầu gật đầu, kia là một vị ngũ bộ thiên tôn, thời điểm trùng kích lục bộ xảy ra vấn đề, mới đưa đến hắn vẫn lạc, vấn đề này có thật nhiều tư liệu lịch sử có thể tra. Chỉ là vị thiên tôn này không con không đồ, ai cũng không biết chỗ hắn chôn xương. Thẳng đến gần đây nhắc lên năng lượng phong bạo, thậm chí ảnh hưởng tới từng địa phương của viêm xương vị diệt, nơi chôn cất mới rốt cuộc thấy ánh mặt trời. Lang Hàn nghĩ nghĩ, chiếu nói như vậy, người đánh chủ ý mộ địa cũng không chỉ chúng ta. Người hẳn là sẽ không ít, đại hắc cầu gật đầu, cho nên, duyên sinh đại nhân mới tìm giúp đỡ, cầu ra vốn muốn tìm nhi tử của ngươi, bất quá ngươi đã trở lại, cầu ra liền trực tiếp gọi ngươi. Được, Lăng Hàn thống khoái đáp ứng. Ngươi đi tìm Hắc Lư trước đi. Đại Hắc Cẩu rời đi, không qua mấy ngày liền trở lại, nó chỉ là nói với Hắc Lư khả năng này, để đối phương đi chuyển cáo Chu Hằng, về phần Chu Hằng tiếp thu hay không, cái kia tạm thời là không biết được. Lăng Hàn kêu nhi tử lên, Lăng Kiến Tuyết ngược lại ở trong võ viện, hắn thích lên mặt dạy đời, thường xuyên ở chỗ này chỉ điểm học viên. Một đoàn người xuất phát, cùng duyên sinh thiên tôn hội hợp, tiến về thiên tôn mộ địa. Lăng Hàn một đường đi qua, không khỏi sinh lòng cảm khái, cái năng lượng phong bạo này thật đúng là tạo thành ảnh hưởng to lớn cho viêm xương vị diệt, nơi này xuất hiện rất nhiều địa hình không thể tưởng tượng, có núi treo ngược, có ở hải dương trên bầu trời, hoàn toàn vi phạm với lẽ thường. Bọn hắn một chuyến này có lăng hàn, nữ hoàng, hổ nữ, lăng kiến tuyết, duyên sinh thiên tôn, đại hắc cầu sáu vị thiên tôn, duyên sinh thiên tôn vừa mới dảo bước tiến lên nhị bộ, bởi vậy, bọn hắn liền có một chiến lực tam bộ thiên tôn, ba chiến lực nhị bộ thiên tôn, đã coi như đội ngũ tương đối cường lực. Nhưng cân nhắc đến khẳng định sẽ có tứ bộ thiên tôn xuất mã, thậm chí ngũ bộ cũng có khả năng, bọn hắn cũng không dám chủ quan, đều tận lực bảo trì điệu thấp, xuất phát về phía mục đích. Mấy tháng sau, bọn hắn đi tới địa phương, nguyên bản không cần thời gian dài như vậy, nhưng bởi vì năng lượng phong bạo xung kích, dẫn đến viêm xương vị diện không gian hỗn loạn, nếu như nhắm về phía một phương hướng tiến lên, cực có khả năng phát hiện là hoàn toàn trái ngược. Bọn hắn đi một đoạn nhất định phải dừng lại quan sát có phải đúng đường hay không bởi vậy cái này rất ảnh hưởng hiệu suất đi đường, dẫn đến lộ trình nguyên bản mấy ngày biến thành mấy tháng. chương 3161, chữa trị bát phù. Dạng ảnh hưởng này khẳng định sẽ từ từ biến mất, nhưng có lẽ cần vài ước thậm chí mấy trăm ước năm. Nơi này vốn là một bình nguyên cự đại, nhưng bây giờ lại thành một biển lửa, hỏa diễm trùng thiên, nhưng nếu như phi thăng lên bầu trời, liền có thể nhìn thấy ở bên khác của biển lửa lại là băng xương vô tận, tràn đầy hàn ý. Ở khu vực biển lửa cùng băng nguyên giao hội, là một khoảng cách cực lớn, giống như một cái miệng lớn. Cái hồng câu này còn không ngừng mở rộng, như miệng lớn mở ra, để cho người ta nhìn mà phát lạnh. Bất quá, trong khe có một đạo quang hoa phóng lên tận trời, tản ra khí thức cuồn cuộn, đây tuyệt đối là thiên tôn cấp. Đi, bọn hắn bay về phía hồng câu, lăng hàn, nữ hoàng đều cải biến dung mạo, khí thức, hiện tại lăng hàn mục tiêu quá lớn, mà chỉ cần thấy được nữ hoàng, cũng có thể đoán được lăng hàn cho nên chỉ có thể cải biến dung mạo cùng khí tức, miễn cho chọc phiền toái không cần thiết. Mọi người tới đây vì cái gì? Không phải là vì thiên tôn ký hiệu sao? Trên thân lăng hàn liền có, cả đám tiến vào hồng câu, ai cũng vận chuyển lực lượng bản thân, tạo thành hộ thuẫn, đối kháng hoàn cảnh ác liệt của nơi này. Hoàn cảnh nơi này thật đúng là hỏng bét, một bên là nóng diễm cuồn cuộn, một bên khác thì băng hàn thấu xương, hai loại lực lượng hoàn toàn tương phản đồng thời tác dụng ở trên người, đó là một loại dày vò không cách nào hình dung, nhất định phải kích phát lực lượng bản thân tiến hành đối kháng nếu không nửa người sẽ bị đốt thành cho nửa bên khác thì đông thành băng lực lượng thiên tôn cấp nhất định phải thiên tôn mới có thể đối kháng còn tốt thực lực đám người đều không yếu muốn đối phó áp lực như vậy cũng không khó khăn nhưng khai chiến ở nơi này nhất bộ thiên tôn khẳng định không có mấy người còn có thể phóng ra năm thành chiến lược trở lên cái hồng câu này rất lớn rất sâu đám người trọn vẹn rơi xuống chừng nửa canh giờ lúc này mới rốt cuộc thấy được mặt đất Đến nơi này, hoàn cảnh ác liệt cực đoan kia mới rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp, nhưng một cỗ khí thế thật lớn lại lưu truyền, để cho người ta không tự chủ được kính sợ. Khí tức của vị thiên tôn kia sao? Đã chết đi trên trăm kỷ nguyên, khí tức lại tồn tại như cũ, ngũ bộ thiên tôn quả nhiên siêu phàm nhập thánh. Tất cả mọi người cảm khái, còn không biết vị thiên tôn này táng ở chỗ nào, nhưng khí tức bàng bạc đã mãnh liệt như vậy, để cho người ta sợ hãi thán phục. Cái này miễn cưỡng xem như bình nguyên, nhưng cũng không phải cực kỳ vuông vức, có từng cây đá nhọn từ mặt đất đâm xuyên ra, mặc dù cũng không dày đặc, đen xì, lại cho người ta một loại cảm giác không thoải mái. Đi như thế nào, tất cả mọi người khó khăn, đó là bình nguyên, bốn phương tám hướng đều có thể đi, nhưng đi chỗ nào mới là chính xác. Vậy thì tùy tiện đi, Lăng Hàn nói, thăm dò thiên tôn mộ địa, cái này cũng có thể tùy tiện. Nhưng đám người ngẫm lại, bọn hắn cũng không có manh mối gì, không tùy tiện đi còn có thể như thế nào. Vậy thì liền tùy tiện tìm một chỗ, lăng hàn dựa vào cảm giác tìm phương hướng đám người liền chung một chỗ tiến lên cha nghe nói ngươi cho ta cái muội muội lăng kiến tuyết đụng lên những năm này hắn một mực ở thiên hạ đệ nhất võ viện tiềm tu dạy học sinh còn không có trở lại lăng thành một lần không biết bị hách liên tầm tuyết oán trách bao nhiêu lần là nghịch tử có thể tử liền không cần mẹ cho nên hắn còn không có gặp qua lăng hy lăng hàn gật đầu so với ngươi thì xinh đẹp hơn nhiều lăng kiến tuyết không khỏi sắc mặt tối đen nữ nhi bảo bối của ngươi liền bảo bối a à làm gì còn muốn lấy mình ra so sánh. Hắn trêu ai ghẹo ai, cha, không phải là mấy năm không có trở về thăm hai vị sao, cần phải như thế sao. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, lấy thần thức truyền âm nói. muội muội của ngươi gọi Lăng Hy, hiện tại ở trong võ viện. Cái gì, Lăng Kiến Tuyết lập tức lấy làm kinh hãi. Lăng Hy chính là muội muội của ta. Hắn biết Lăng Hy, cái này quá có tiếng, chẳng những là đệ nhất mỹ nữ trong võ viện, thiên phú võ đạo càng cường đại đến không tưởng nổi, Nghe nói, có người có ý đồ với Lăng Hy, đã từng thừa dịp nàng đi ra ngoài lịch luyện muốn cưỡng ép bắt nàng, kết quả. Tiên vương tầng 6 xuất thủ, sửng sốt bị một tiên vương tầng 3 đánh thành chó, bị áp tải về võ Việt, đàng hoàng khai ra, cam tâm lĩnh tội. Tất cả mọi người suy đoán sau lưng Lăng Hy tất có một vị thiên tôn cường đại, nếu không làm sao có thể để nàng lấy tu vi tầng 3 đánh bại tầng 6. Hiện tại biết Lăng Hy chính là muội muội mình, Lăng Kiến Tuyết đương nhiên minh bạch, thiên tôn phía sau chính là lão tử của mình. Cha, người thật là bất công. Hắn ăn dấm nói, Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Muội muội của ngươi là nữ hải A, à, ngươi làm đại ca có thể so sao. Thời điểm hắn có năng lực chuyển đến một tiểu thiên địa, Lăng Kiến Tuyết đã dảo bước tiến lên thiên tôn, căn bản không cần làm phiền hắn. Lăng Kiến Tuyết đương nhiên cũng biết điểm ấy, bởi vậy hắn chỉ nói đùa mà thôi. Hai cha con nói chuyện, rất nhanh, tiền phương của bọn hắn liền xuất hiện một ngọn núi, núi này cũng cổ quái, tròn vo, giống như một cái bát móc ngược nhìn kỹ cái này không phải núi gì mà là một phần mộ trên mộ phần có từng đường vân tử kim sắc thỉnh thoảng dương động một cái có vận luật không hiểu a à, tùy tiện đi một chút cũng làm cho chúng ta tìm đúng địa phương tất cả mọi người kinh ngạc vận khí của bọn hắn cũng quá tốt đi tìm xem có địa phương có thể tiến vào hay không lang hàn lại nhìn đường vân trên phần mộ sướng sờ chỉ cảm thấy trong cơ thể có từng đạo lực lượng lao nhanh để hắn sinh ra vô số minh ngộ bát phù ngo ngoe muốn động lại có xu thế chậm rãi chữa trị. Lăng Hàn, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, Lăng Hàn gật gật đầu, các ngươi đi trước tìm kiếm, nếu như có thể tiến vào, liền không cần chờ ta, ta chợt có cảm ngộ, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Tất cả mọi người không hiểu, nhưng Lăng Hàn đã nói như vậy, bọn hắn tự nhiên sẽ không kéo Lăng Hàn rời đi. Vậy ngươi cẩn thận, tất cả mọi người nói, các ngươi cũng cẩn thận, Lăng Hàn cũng nói, hiện tại không phải thời điểm liên thủ đối kháng cuồng loạn, Mỗi người đều đang vì mình mà tính toán. Tất cả mọi người gật đầu, nhao nhao rời đi. Lăng Hàn ngồi xếp bằng, nhìn chăm chằm mộ phần, trong lòng dâng lên vô hạn minh ngộ, bát phù quả nhiên có dấu hiệu chữa trị, lập lòe phát quang, có cảm giác vô cùng huyền diệu. Chương 3162, ta vì hồng hoang. Thời gian lặng yên mà qua, bát phù đang từ từ chữa trị, tốc độ cũng không nhanh, nhưng Lăng Hàn có thể tiếp nhận. Hắn chỉ cảm thấy ý chí của mình cùng phần mộ này cộng minh cho nên mới có thể để cho hắn tâm sinh minh ngộ, ngay cả thiên tôn ký hiệu cũng có thể chữa trị. Bất quá, đây cũng là bởi vì những năm này Lăng Hàn một mực phỏng đoán bát phù, hao tốn rất nhiều thời gian, bằng không thì cũng sẽ không có hiện tại một khi ngộ mộ đạo, nước chảy thành sông. Hắn lộ ra mỉm cười, theo cấp độ cộng minh càng ngày càng sâu, hắn cảm ngộ cũng càng ngày càng nhiều, bát phù chữa trị cũng càng lúc càng nhanh. Nửa năm sau, Lăng Hàn đột nhiên cười dài, bát phù hoàn toàn thành hình hắn thử lấy bát phù dẫn động lực lượng đặc thù của viêm xương vị diện, thử xem tốc độ tu luyện của hắn tăng lên bao nhiêu. Kết quả để hắn chấn kinh, 27 lần, phải biết, vô số tam bộ thiên tôn lấy tinh hoa huyết nhục, linh phách dựng dục ra cửu phù cũng chỉ có thể để hiệu suất tăng lên 15 lần mà thôi. Kém gần gấp bội, lang hàn chấn kinh, quá nhiều bức, cái này cũng không chỉ là tu luyện tăng lên, thời điểm vận dụng đến chiến lực, bát phù gia trì, chiến lực của hắn tăng lên biên độ cũng vô cùng kinh người. Quả nhiên, thuộc về mình mới là cực kỳ cường đại. Vì cái gì bát phù mạnh như vậy? Bởi vì đây là Lăng Hàn tự mình dựng dục ra, cho nên cực kỳ thích hợp bản thân, coi như hắn móc ra để Lăng Kiến Tuyết đến kế thừa, như vậy Lăng Kiến Tuyết có thể phát huy ra mười mấy lần cũng đã xem như không tệ. Lăng Hàn hết sức hài lòng, lần này thật đúng là đến đúng, dù không còn thu hoạch khác, chỉ là cái này đã hoàn toàn đáng giá. Cười cái gì cười, ồn ào, có âm thanh ở sau lưng Lăng Hàn vang lên, Lăng Hàn nhìn lại chỉ thấy đằng sau tổng cộng có 7 người. a, à, ánh mắt của Lăng Hàn chăm chú vào một người trong đó, lộ ra vẻ khó tin, bởi vì đây là một người tuyệt không có khả năng còn sống. Hồng Hoang, nhớ lúc đó hắn ở chiến trường tiên vực bão nổi, giết chết Hồng Hoang A. Sau khi giết Hồng Hoang, Lăng Hàn mới tiến vào dị vực, bắt đầu một hành trình mạo hiểm khác. Người chết, làm sao sống lại, chẳng lẽ chỉ là lớn lên giống. Đây cũng không phải không có khả năng, bởi vì thế giới lớn như vậy, sinh linh nhiều như vậy dung mạo na ná cũng không kỳ quái. Bất quá, người này chỉ là tiên vương tầng 9, làm sao có thể tới đây? Chỉ có hai khả năng, một là trên người hắn có bí bảo, có thể bảo vệ hắn xông đến nơi này, thứ hai chính là có cường giả trông nom hắn. Lăng Hàn hiếu kỳ, nhìn chằm chằm người rất giống hồng hoang kia. Uy, nói chuyện với người đó, có một thiên tôn nhìn Lăng Hàn quát, hắn hết sức trẻ tuổi, tiến vào thiên tôn vị cũng không bao lâu, khuyết thiếu lắng động cần thiết, y nguyên có người tuổi trẻ ngạo mạn lăng hàn nhìn người này một chút a à, ngươi muốn nói cái gì cũng không có cái gì chỉ là chúng ta đang đi ngươi lại đột nhiên quỷ kêu một tiếng dọa chúng ta nhảy một cái cho nên ngươi dự định làm sao bồi thường chúng ta lại một thiên tôn nói hắn không có sốc nổi như tên thiên tôn thứ nhất nhưng vẻ ngạo nhiên lại làm sao cũng không thể che hết hắn là nhị bộ so với tên thiên tôn thứ nhất tu luyện nhiều hơn vô số năm nhưng thiên tôn kiêu ngạo lông nghi đuôi mắt đều không thể che hết loại cảm giác ưu việt kia lăng hàn cười ha ha một tiếng vậy các ngươi muốn ta làm sao bồi thường các ngươi hát một bài nhảy một điệu cho chúng ta đi tên thiên tôn thứ nhất cười nói hắn quay đầu nhìn về phía những người khác lại thắng được không ít người mỉm cười gật đầu thiên tôn không thể nhục kia là phàm nhân đối với thiên tôn nhưng thiên tôn đối với thiên tôn vậy thì xem ai thực lực mạnh hơn cường giả có thể muốn làm gì thì làm đây chính là chân lý ha ha ta còn không có gặp qua thiên tôn ca hát khiêu vũ cái chủ ý này không tệ tên nhị bộ thiên tôn kia vỗ tay cười nói tiểu kim cái chủ ý này của ngươi không tệ tên thiên tôn thứ nhất dương dương đắc ý giống như làm một sự tình khó lường trong bảy người chỉ có một thiên tôn biểu lộ lạnh lùng ngạo đến không được tựa hồ trên đời này không có một việc có thể để hắn động dung bất quá hắn cũng xác thực có tư cách kiêu ngạo bởi vì hắn là tam bộ duy nhất trong bảy người uy còn không bắt đầu hát tiểu kim thiên tôn nhìn lăng hàn quát lăng hàn lắc đầu hắn thực sự tự mang quang hoàn phiền phức sao lần này hắn thật đúng là một chút cũng không có làm gì a à. Ngươi là oát con nhà ai, đại nhân nhà ngươi không có dạy ngươi, không có việc gì ít tìm phiền toái cho mình sao. Lăng Hàn nhìn sang Tiểu Kim, trên mặt tất cả đều là khinh thường. Tiểu Kim không khỏi giận, mọi người cùng là nhất bộ, ngươi lại dám gian dạy mình, cho rằng mình là cái gì. Thật can đảm, hắn trách mắng, đưa tay bắt tới Lăng Hàn, cùng là nhất bộ, hắn tự nhiên không sợ Lăng Hàn. Lăng Hàn tiện tay vỗ, Tiểu Kim oanh ra công kích liền bị hắn hóa giải, hắn nhìn cũng không có nhìn nhiều, nhìn chầm chầm tiên vương tầng 9 duy nhất kia. Nhìn ngươi có mấy phần quen mắt, nói một chút, ngươi tên là gì? Ghê tởm, tiểu kim thì giận tím mặt, lang hàn lại dám khinh thị mình như vậy. Hắn hổ gầm một tiếng, lại muốn xuất thủ, ánh mắt của lang hàn mãnh liệt, nhìn chầm chầm tiểu kim. Không nên cho thể diện mà không cần, tự mình muốn chết. Tiểu kim bị hắn chừng đến toàn thân phát lạnh, lực lượng tiêu hao sạch sẽ, chỉ cảm thấy xương cốt mềm nhún, muốn đặt mông ngồi dưới đất. Lăng Hàn nhìn về phía tiên vương tầng 9 kia, cười nói. Thế nào, không biết nói chuyện sao? Các hạ, người thật ngông cuồng. Một nhị bộ thiên tôn mở miệng, thực lực nhóm người bọn hắn cực kỳ cường đại. Một vị tam bộ, ba vị nhị bộ, hai vị nhất bộ, tiên vương tầng 9 kia coi như xong, thuần túy là đánh xì dầu. Nhưng sáu thiên tôn còn chưa đủ nghiêu bức sao, Lăng Hàn cũng chỉ là nhất bộ mà thôi. Lăng Hàn lắc đầu, vì cái gì luôn có người muốn đánh gãy ta nói chuyện nhỉ? Bản tôn lục huyền đình, nhị bộ, nhị bộ thiên tôn kia trầm giọng nói, báo lên tu vi của mình, cái kia chính là đang chấn nhiếp lăng hàn, chỉ là nhất bộ thiên tôn, đối mặt nhị bộ tính là cái gì? Hiện tại cũng không phải trước kia, tất cả thiên tôn nhất định phải đoàn kết, mà tạo thành từng tập đoàn lợi ích, người người cũng đang vì mình mà động. chương 3163, nổi giận bình tinh hải một Xác thực có nhiều hơn một nửa thiên tôn trở về vị diện của mình, lưu lại khả năng chỉ có một hai thành, nhưng khi đó nơi này có bao nhiêu thiên tôn, dù chỉ một hai thành cũng là con số kinh người. Lăng Hàn A à một chút nói, nhị bộ lại như thế nào, không tầm thường sao, khóe miệng của Lục Huyền Đình không khỏi co giật, người này là ngốc sao. Nhị bộ đương nhiên không dậy nổi, có thể nhẹ nhõm nghiền ép ngươi. Ngươi làm sao còn có thể cuồng như thế, ngươi thật đúng là phách lối. Lục Huyền Đình lành lạnh nói, nguyên bản bọn hắn chỉ đùa Lăng Hàn một chút, không hề muốn mệnh của Lăng Hàn, nhưng Lăng Hàn cư nhiên phách lối như thế, để hắn động sát ý, Giết lại như thế nào, hiện tại cũng không phải thời kỳ chiến tranh. Lăng Hàn gật gật đầu, không phải ta nhầm vào các vị, bất quá ta người này đối với rác rưởi từ trước đến nay đều là thái độ như vậy. Câu nói này ra miệng, không chỉ lục huyền đình giận dữ càng sâu, ngay cả tam bộ thiên tôn một mực bảo trì khinh thường cũng nhíu mày, trợn mắt nhìn Lăng Hàn. Thật đúng là đang tìm cái chết, tự mình chán sống, vậy bản tôn liền thành toàn ngươi. Lục huyền đình xuất thủ, chấn tới Lăng Hàn, hắn lòng tràn đầy xem thường Lăng Hàn, một quyền trực đảo, đánh úp về phía mặt Lăng Hàn. Nhị bộ đối nhất bộ, ngay cả tự tin như vậy cũng không có, vậy hắn cũng uổng là thiên tôn. Lăng Hàn bất động, thẳng đến một quyền này sắp oanh đến, hắn bỗng nhiên ra chân. Bang, chỉ nhìn thấy lục huyền đình bay ra ngoài, trong nháy mắt liền hóa thành một chấm đen nhỏ. Ách, sáu người còn lại ai cũng há to miệng, lộ ra biểu lộ hoàn toàn không thể tin tưởng. Tình huống như thế nào, nhị bộ thiên tôn bị nhất bộ một cước đạp bay. Còn có thiên lý sao? Bọn hắn đều hoảng hốt, Lục Huyền Đình cũng không phải đối thủ của Lăng Hàn, vậy đổi hai tên nhị bộ khác lên cũng kết quả giống như nhau. Tam bộ thiên tôn kia cuối cùng nhìn thẳng Lăng Hàn, nói. Xem thường ngươi, nguyên lai thực lực cường đại như thế, khó trách lớn lối như vậy. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, đánh một chút rác rưởi không thành vấn đề. Sáu người kia đều lộ ra vẻ giận dữ, con mẹ nó lại bị mắng một câu rác rưởi. Chỉ là Lăng Hàn cũng không có chỉ mặt gọi tên, nếu như bọn hắn muốn cứng rắn đi lên, không phải tự nhận sao? Bản tôn bình tinh hải, tam bộ thiên tôn kia ngạo nghễ nói, chỉ là hắn mới vừa vặn mở miệng, lại bị lăng hàn duỗi tay ra, ra hiệu hắn ngậm miệng, để hắn im bặt mà dừng. Làm sao, người sợ, bình tinh hải lộ ra một tia ngạo nhiên, lại thấy lăng hàn chuyển hướng tên tầng 9 kia, hỏi. Người vẫn không trả lời ta, gọi là cái gì nhỉ? Lập tức, ngạo sắc trên mặt bình tinh hải như bị băng phong, trở nên vô cùng xấu hổ. Người ta căn bản không có coi hắn ra gì. Tiên vương tầng 9 kia trước tiên nhìn thoáng qua bình tinh hải, sau đó mới lộ ra nụ cười nói. Ta gọi hồng hoang, hồng hoang, thế mà cũng gọi hồng hoang. Lăng Hàn biết người trong thiên hạ giống nhau rất nhiều, nhưng còn gọi một cái tên. Vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Hồng hoang ở tiên vực vị diện, ánh mắt của hồng hoang nhảy một cái. Người cũng tới từ tiên vực, hắn cũng không phải người đại danh gì, có thể đi theo đám người lục huyền đình hốn, đó là có chiêu bài của phong tình thiên tôn, lại thêm hắn năng môn thiện đạo, mới có thể hòa mình với những người này. Lăng Hàn lắc đầu, thật đúng là người xấu sống ngàn năm, ta nhớ đạo anh sát người thành cặn bã A. Ngươi là Lăng Hàn, hồng hoang không khỏi kinh hô, sau đó lộ ra vẻ giận dữ mãnh liệt. Trong cuộc đời này, người hắn hận nhất là ai? Vậy khẳng định là Lăng Hàn, tự tay giết chết hắn, nếu không phải phong tình nghịch thiên cứu hắn trở lại, hắn đã sớm mộ phần xanh cỏ. Bất quá mặc dù hắn sống, nhưng căn cơ lại trọng thương, bởi vậy, tiên vương tầng 9 chính là cuối cùng của hắn, cho dù là ở viêm xương vị diện, hắn cũng vô vọng bước vào Thiên Tôn. Lần này hắn mặt dạn mày dày để người mang theo tiến vào nơi này, vì chính là lần nữa nghịch thiên cải mệnh, hy vọng có thể khôi phục căn cơ, quật khởi lần nữa. Đây là một đại thế giới huy hoàng, hắn mê luyến nơi này, hy vọng có thể ở chỗ này quát tháo phong vân. Nguyên bản hắn có thể trước tiên nhận ra Lăng Hàn, nhưng ai bảo Lăng Hàn hiện tại thay đổi dung mạo cùng khí tức, hắn là tiên vương tầng 9 làm sao có thể nhìn thấu? Lăng Hàn Ánh mắt của Bình Tinh Hải cũng nhảy một cái, hắn đương nhiên nghe nói qua Lăng Hàn, năm đó ở ngoại vực chiến trường là ra hỏa tiếng tăm lừng lẫy, ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai đều sáng tạo ra thần thoại. Bất quá, hiện tại không phải thời đại ở ngoại vực chiến trường kia. Nghe nói, người ở tầng thứ hai đạt được một viên thiên tôn ký hiệu. Hắn hỏi, ngữ khí nghe cực kỳ bình tĩnh, lại không thể che hết một tia kích động. Bất kỳ một thiên tôn ký hiệu nào ngoài bảy ký hiệu truyền thế đều vô cùng chân quý, ngay cả thất bộ thiên tôn cũng sẽ không để ý có nhiều nổi lên lòng tham liền nổi lên lòng tham còn nghe nói nghe nói dối trá lang hàn không chút lưu tình trách mắng bình tinh hải giận dữ vừa định mở miệng đã thấy lăng hàn khoát tay chặn lại lại ép hắn xuống ngươi trước ở một bên đợi đi hiện tại ta không đếm xỉa tới ngươi Lăng hàn nhìn chằm chằm hồng hoang hẳn là phong tình cứu sống ngươi a à. ở vị diện cấp thấp như thiên vực nhất bộ thiên tôn có thực lực nghịch thiên đoạt mệnh Hồng hoang ngạo nghế gật đầu, không sai, hắn đối với phong tình tràn đầy tôn kính, gần như sùng bái. Cũng phải, có thể ở vị diện cấp thấp thành tựu thiên tôn, kỳ thật thiên phú tài tình đều cao đến kinh người. Lăng Hàn, Bình Tinh Hải ở một bên cắn răng nói, hắn vô cùng phẫn nộ, Lăng Hàn hai lần đánh gãy hắn, chỉ bởi vì muốn cùng một tiên vương tầng 9 tính sổ. Dựa vào, tiên vương tầng 9 cùng hắn so sánh là cọng lông A. Lăng Hàn thở dài, nhìn sang hắn, người người này có ánh mắt hay không, không thấy ta đang bận biểu sao Gọi gọi gọi, người não tàn sao Hỗn Đản bình tinh hải hét lớn một tiếng Dưới chân điểm một cái Liền giết tới lăng hàn Tạp tạp tạp, dưới một cước đạp Đại địa đều vỡ ra, hiện ra nghìn vạn khe hở Song trưởng của hắn giao thoa Nhấn về phía lăng hàn Hắn thực sự vô cùng phẫn nộ Một kích này cũng không phải cách không hư đánh Mà là ở trên song trưởng quấn quanh lực lượng tam bộ Cả người tràn ngập hỗn độn chi khí Phối hợp với hắn phẫn nộ Như là ma thần chương 3164, nổi giận bình tinh hải 2. Lăng Hàn cũng không dám chủ quan, đây là một vị tam bộ thiên tôn, chiến lực đủ để địch nổi hắn. Hắn ra quyền, nghênh đón bình tinh hải, oanh, quyền trưởng tấn công, chấn động ra gợn sóng vô tận, dương động về bốn phương tám hướng. Ừm, bình tinh hải lộ ra vẻ chấn kinh, một kích này hắn là không thể chiếm được chút thượng phong. Nhất bộ này, muốn nghịch thiên A, Lăng Hàn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, người cái tam bộ này ngược lại cũng có chút thực lực, không thể xem như rác rưởi. Ngoá, lời này ai nghe cũng muốn nổi giận, nhất bộ Thiên Tôn lại dám đắc chí như thế. Nhưng nhìn lại Lăng Hàn biểu hiện ra thực lực, còn có người dám nói Lăng Hàn cuồng sao? Cuồng hay không cuồng, vậy phải xem thực lực, bản Tôn thật đúng là không tin. Bình Tinh Hải hừ lạnh một tiếng, lần nữa công tới, trong lòng bàn tay đã sáng lên một ký hiệu mơ hồ, hắn vận chuyển Thiên Tôn ký hiệu, còn có Thiên Tôn bảo thuật, trong nháy mắt liền bộc phát toàn lực. Hắn làm sao cũng muốn trấn áp Lăng Hàn chỉ là một viên thiên tôn ký hiệu liền để tâm hắn động đến không kiềm chế được. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, vận chuyển một thiên tôn ký hiệu, lại thêm cửu hóa thiên kinh, cùng đối phương cứng đối cứng. Chỉ là bởi như vậy, Lăng Hàn liền rơi vào thế yếu. Làm sao lại kém, lực lượng, bọn hắn không sai biệt lắm, thiên tôn ký hiệu. Bọn hắn dùng đều là một trong bảy ký hiệu truyền thế, cái này cũng đồng dạng, có thể ra chỉ lực lượng gấp 4-5 lần. Mấu chốt là thiên tôn bảo thuật, cửu hóa thiên kinh là do nhị bộ thiên tôn sáng tạo mặc dù rất nghiêu bức nhưng cũng chỉ có thể giới hạn trong nhị bộ nhưng bây giờ thì sao lại đang tiến hành chiến đấu cấp bậc tam bộ bình tinh hải nắm giữ bí thuật đạt đến tam bộ bởi vậy cái này khiến hắn chiếm cứ ưu thế ha ha đây chính là nội tình bình tinh hải từ tốn nói lại ngăn không được kiêu căng khinh người sư phụ hắn là một vị ngũ bộ thiên tôn hiện tại vận chuyển môn bí thuật này chính là vị ngũ bộ thiên tôn kia truyền lại mặc dù không phải hạch tâm bí thuật của vị ngũ bộ thiên tôn kia, nhưng hiện tại hắn dùng lại dư xài. Lang Hàn gật gật đầu, cửu hóa thiên kinh là một vị nhị bộ thiên tôn sáng tạo, nhưng ngũ hành lôi thuật, bất diệt thiên kinh cấp độ còn thấp hơn, chỉ có nhất bộ, chiến lực chỉ cần vượt qua nhị bộ, hai môn bảo thuật này liền theo không kịp, không đạt được hiệu quả vốn có. Lúc trước hắn chỉ lo tăng lên cảnh giới, hiện tại cũng nên đi làm một môn bảo thuật xứng với chiến lực của mình, hoặc trực tiếp tự sáng tạo một môn thiên tôn pháp tự mình giao ra thiên tôn ký hiệu ta có thể tha cho ngươi một mạng bình tinh hải ngạo nghễ nói hắn chỉ là tam bộ muốn luyện hóa một vị thiên tôn rút ra thiên tôn ký hiệu cực kỳ khó khăn bởi vậy nếu như lang hàn chịu chủ động rút bỏ sẽ vì hắn tiết kiệm rất nhiều phiền toái không cần thiết về phần có muốn lưu lang hàn một mạng hay không vậy phải xem tâm tình của hắn lúc đó lang hàn mỉm cười làm người phải tránh chớ có quá kiêu ngạo ngươi không phải là muốn viên thiên tôn ký hiệu kia sao liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Lăng Hàn vận chuyển cửu phù, sau đó lại vọt ra, đánh tới Bình Tinh Hải. Oanh, 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 hai người lần nữa đối oanh, trên mặt Bình Tinh Hải không khỏi biến sắc, bởi vì chiến lực của Lăng Hàn thình lình ngang hàng hắn. Vì cái gì? Rất đơn giản, Lăng Hàn vận chuyển thiên tôn ký hiệu ở trên cấp độ cao hơn hắn, nếu như một cái chỉ có thể tăng lên gấp 5 lần lực lượng, một cái khác lại gấp 10, vậy làm sao so? Lực lượng của hai người tương đương nhưng một cái mạnh ở thiên tôn ký hiệu, một cái khác thì thắng ở thiên tôn bảo thuật, vừa vặn bình phương. Lục huyền đình khó khăn lắm trở về, nhìn thấy lăng hàn cùng bình tinh hải bất phân thắng bại, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Há chỉ có hắn, những người khác cũng như thế, nhất bộ thiên tôn cường đại như vậy thật sự là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bình tinh hải cắn răng, hắn tin tưởng vững chắc mình tất thắng. Thiên tôn ký hiệu chỉ có thể tiếp tục một canh giờ, nhưng thiên tôn bí thuật lại khác biệt, như vậy hắn chỉ cần hao tổn đến thiên tôn ký hiệu của lang hàn kết thúc hắn liền có thể một lần hành động áp chế lang hàn hắn nhất định sẽ chân áp đối thủ này không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian Lang hàn nói hắn quả quyết vận chuyển bát phù oanh lực lượng của hắn lập tức xô trào bát phù là có thể tăng chiến lực của hắn lên 27 lần đây là khái niệm gì cửu phù chỉ có 15 lần mà thôi cái gì bình tinh hải nhịn không được kinh hô một tiếng hắn quá ngoài ý muốn chiến lược của lăng hàn còn có thể lại tăng lên cái này cái này cái này cái này đối phương rõ ràng dùng bí pháp cũng không có thay đổi chẳng lẽ hắn còn nắm giữ một thiên tôn ký hiệu khác hơn nữa cấp độ còn cao hơn viên trước bành hắn một cái thất thần lập tức trúng quyền bị đánh lui vài dặm chỉ cảm thấy ngực như sôi khóe miệng đã tràn ra máu tươi lăng hàn cũng không thừa thắng truy kích mà nhìn về phía hồng hoang sát khí lưu chuyển tư đồ đại ca mã đại ca cứu ta hồng hoang vội vàng xin giúp đỡ hai tên nhị bộ thiên tôn hắn tự nhiên biết đừng nói lăng hàn mạnh đến mức không tưởng nổi dù chỉ là nhất bộ phổ thông xuất thủ hắn cũng không có khả năng địch nổi một kích liền bị oanh sát thành cạn bã hai tên nhị bộ thiên tôn kia biểu lộ xấu hổ có chút tiến thối lưỡng nan ra tay bọn hắn căn bản ngăn không được lăng hàn chỉ là tự tìm khó xử không ra tay chẳng lẽ trơ mắt nhìn đồng bạn bị khi nhục thậm chí giết chết sao lăng hàn cho chút thể diện đi một nhị bộ thiên tôn nói Gia sư chính là Ngũ Bộ Thiên Tôn Quách Vấn Kiệt, bản tôn sẽ nhận nhân tình này của ngươi." Một tên nhị bộ khác cũng nói, "Gia tổ chính là Tứ Bộ Thiên Tôn Liễu Nghị, còn xin Lăng huynh có thể hạ thủ lưu tình." Bọn hắn đều chuyển ra hậu trường, biết mình là không có khả năng để Lăng Hàn cúi đầu. Lăng Hàn cười ha ha, "Nếu ta không cho các ngươi mặt mũi, các ngươi liền chuyển ra Tứ Bộ, Ngũ Bộ Thiên Tôn tới dọa ta sao? Ai, ta còn không có tiền lệ cho rác rưởi mặt mũi, lần này sẽ không, về sau cũng sẽ không." hắn đưa tay tìm tòi, đã bắt hồng hoang, nhị bộ làm sao có thể ngăn được hắn. Hưu, bình tinh hải vào trở lại, mặt mũi tràn đầy lành lạnh. chương 3165, chạy tán loạn. Nói thật, hắn cùng lăng hàn xác thực có thể liều một trận, bởi vì thiên tôn ký hiệu phóng năng lượng thời gian có hạn, chỉ cần hắn có thể chịu đựng được, lấy hắn nắm giữ bí pháp hoàn toàn có thể chiếm thượng phong. Bất quá, chiếm thượng phong là một chuyện, có thể chấn áp được lăng hàn hay không lại là một chuyện. Lại nói, vạn nhất hắn không chống nổi lăng hàn bộc phát thì sao? Nghĩ như vậy, hắn càng thêm muốn có được thiên tôn ký hiệu trên người lăng hàn, nếu như hắn có thể nắm giữ, vậy chiến lực của hắn sẽ cường đại đến mức nào? Vấn đề là, hắn có thể làm được sao? Hồng hoang, phong tình bây giờ ở nơi nào? Lăng hàn nhìn hồng hoang hỏi, trước đó dễ làm, phong tình khẳng định ở tầng thứ tư của ngoại vực chiến trường, nhưng bây giờ ngoại vực chiến trường chỉ còn lại có tầng thứ tám, nguyên thế giới lớn như vậy, để hắn đi đâu tìm người? hồng hoang lạnh lùng nhìn lăng hàn nói ngươi muốn giết ta cứ việc xuất thủ nhưng muốn ta bán ân sư ngươi là nằm mơ hắn đối với phong tình vô cùng tôn trọng không dừng ở ân sư đơn giản như vậy mà là như thần linh lăng hàn gật gật đầu mặc dù ta chơi chẽn hành vi của ngươi nhưng ngươi chỉ ít cũng có một chút cốt khí hừ nói những thứ này làm gì hồng hoang ngẩn đầu hắn cũng không thèm để ý sinh tử bởi vì bên phong tình có sinh mệnh lạc ấn của hắn dù hắn chết cũng không cần gấp chỉ cần phong tình còn sống liền có thể để hắn sống lại cho nên hắn có thể coi thường sinh tử cùng lăng hàn đối nghịch tốt tiễn ngươi lên đường lăng hàn đưa tay bóp hồng hoang lập tức nghèo đầu một cái chết triệt để ngay ở trước mặt bản tôn giết người ngươi thật đúng là cuồng ngạo bình tinh hải lành lạnh nói hắn thật sự là phẫn nộ đến cực hạn lăng hàn nhoẻn miệng cười tốt ta liền hỏi một chút các ngươi ai muốn đối địch với ta ánh mắt của hắn đảo qua ngoại trừ bình tinh hải không ai dám cùng hắn đối mặt nhao nhao cúi đầu ha ha bình tinh hải cười lạnh lập tức để những người kia toàn thân phát lạnh các ngươi có dám chiến hay không hắn hỏi đám người ở sau lưng những người kia do dự một chút mới nói duy bình huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó lúc này bình tinh hải mới gật đầu có ta kiềm chế hắn thương không được các ngươi chỉ cần thiên tôn ký hiệu của hắn phóng năng lượng kết thúc chúng ta liền có thể bắt vâng tất cả mọi người gật đầu lang hàn lắc đầu các ngươi đã nhất định phải chiến một trận, vậy thì thành toàn các ngươi. Lên, bình tinh hải đi đầu lao đến, oanh kích về phía Lăng Hàn. Hắn nhất định phải kiềm chế lại Lăng Hàn, nếu không để Lăng Hàn phát huy, năm người kia khẳng định sẽ bị xử lý trong nháy mắt. Không biết lượng sức, Lăng Hàn hừ lạnh một tiếng, hắn cũng toàn lực xuất thủ. Bành, hắn ra chỉ bát phù, chiến lực vô cùng đáng sợ, dưới một cước liền đá bay bình tinh hải ra ngoài, mặc dù không có thể gây tổn thương cho đối phương, nhưng cũng làm cho hắn bay ngược ra hơn 10 dặm. Như thế, Lăng Hàn lập tức giết về phía bọn người Lục Huyền Đình. Hắn không lưu tình chút nào, đã xuất thủ, vậy thì thống hạ sát thủ. Bành, chỉ một quyền oanh qua, một nhất bộ thiên tôn đã bị đánh nổ, thậm chí ngay cả tư cách để Lăng Hàn biết danh tự cũng không có. Ghê tởm, Bình Tinh Hải giết trở lại, mặt mũi hắn tràn đầy phẫn nộ, vừa rồi hắn còn lên tiếng, nói chỉ cần hắn kiềm chế Lăng Hàn, như vậy hết thảy đều không có vấn đề. Nhưng lời còn chưa dứt, liền có một tiểu đệ bị miểu sát để hắn làm sao chịu nổi làm sao đối mặt đám người hắn hóa phẫn nộ làm lực lượng điên cuồng công kích về phía lăng hàn lăng hàn không quan trọng tùy ý phản kích sau mấy lần hắn lại một cước đá ra đá bay bình tinh hải a -Hát, lấy tu vi cùng tâm tính của bình tinh hải cũng nhịn không được mắng lên ở trong vòng một canh giờ chiến lược của lăng hàn đối với hắn có được ưu thế tuyệt đối hắn tự vệ không có vấn đề nhưng muốn ngăn cản lăng hàn hành hung lại thật sự là ý nghĩ hão huyền hắn quá mức lạc quan cho là mình có thể chống đỡ được lăng hàn quả nhiên lăng hàn lại đấm ra một quyền xinh xinh đánh nổ lục huyền đình đã xuất thủ vậy thì không chút lưu tình rút lui rút lui bình tinh hải giết trở lại ngăn cản lăng hàn giết người nơi này chỉ có hắn có thể chống đỡ được lăng hàn mặc dù chỉ ba chiêu hai thức nhưng thiên tôn chạy trốn cũng chỉ cần chút thời gian ấy ba người còn lại vội vàng tứ tán kỳ thật không cần bình tinh hải nói bọn hắn cũng dự định rút lui mặc dù bọn hắn kính sợ bình tinh hải kính sợ sư phụ ngũ bộ thiên tôn của hắn nhưng tuyệt đối không có khả năng đem tính mạng mình trộn vào bình tinh hải ngăn cản mấy chiêu lần nữa bị lăng hàn đá bay nhưng có chút thời gian này ba người kia đã sớm trốn được không còn hình bóng hắn cười ha ha giao thủ lâu như vậy đây là lần thứ nhất hắn chiếm thượng phong mặc dù cái thượng phong này đáng thương như vậy lăng hàn người phong mang quá lộ đắc tội với quá nhiều người sẽ không có kết cục tốt bình tinh hải nói Ba người bị Lăng Hàn oanh sát cái nào không có đại bối cảnh, sư tôn, trưởng bối tối thiểu nhất cũng là tam bộ thiên tôn. Lăng Hàn lắc đầu, người vẫn là trước quản tốt mình đi, hắn giết tới, làm sao cũng phải đánh ra hỏa này một trận, cho hắn một bài học. Bang, 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 hắn không ngừng ra chân, coi Bình Tinh Hải thành bóng ra đá. Bình Tinh Hải sắp tức điên, nhưng thực lực sai biệt bầy ở kia, hắn cũng không thể tránh được, mà các tiểu đệ đã đào tẩu, hắn cũng vô tâm ham chiến, ở lại bị đánh có ý gì hắn cũng quay đầu rời đi, Lăng Hàn cũng không có truy kích, hắn xác thực mạnh hơn Bình Tinh Hải, nhưng mạnh đến mức có hạn, hơn nữa thiên tôn ký hiệu còn có thời gian sử dụng hạn chế, nếu như hắn không thể trong khoảng thời gian ngắn chân áp đối phương, vậy chính hắn ngược lại phải rơi vào địa vị bất lợi. Lăng Hàn lắc đầu, không có cách, ai bảo hắn không có nắm giữ đến thiên tôn Pháp. Cao cấp chứ, nộ quyền của hắn hẳn tăng lên một chút, cùng thực lực hắn tương xứng, như đã đi ra con đường của mình, đương nhiên cũng phải sáng tạo ra công pháp tương ứng. Trong lúc nhất thời, Lăng Hàn có chút xuất thần, nghĩ đến làm sao dung hợp nổ quyền vào đại đạo của hắn. Hắn giật cả mình, tỉnh hồn lại. Hiện tại không phải thời điểm nghĩ cái này, hắn lắc đầu, dưới chân di chuyển, vòng quanh mộ lớn chuyển, tìm kiếm cửa vào. chương 3166, niêm phong cửa. Không đến bao lâu, hắn liền phát hiện, cửa vào là một cửa đá, cao tới trăm trượng, độ rộng thì có hơn 70 trượng, cực kỳ đại khí. Đây rốt cuộc là mộ huyệt người chết, hay cung điện A, Lăng Hàn có chút không chắc, người nói chết thì chết, còn chú trọng như thế làm gì. Được rồi, dù sao cũng không phải mộ hắn, cửa đã bị đẩy ra, Lăng Hàn cũng không khách khí, xài bước đi vào, bên trong thông đạo cũng rộng, cùng đại môn tương xứng, vách tường tự hành phát sáng, nhưng thị lực lại không thể xa, không biết bị cái gì chặn. Cổ quái, Lăng Hàn thầm nói, hắn vừa đi, một bên đưa tay ma sát ở trên vách tường, cảm ứng đến hoàn cảnh bốn phía. Để hắn kinh ngạc chính là, thần ý của hắn không thể xuyên thủng vách tường, thật giống như ân, tường thành của ngoại vực chiến trường, có được tác dụng ngăn cách thần thức của thiên tôn. Cái này mặc dù không thể so sánh với phệ kim thiết, nhưng cũng cực kỳ chân quý, là vật liệu chủ yếu tạo dựng đại trận thiên tôn cấp, thậm chí có thể phát huy ra uy lực của lục bộ. Hắn có xúc động dỡ vách tường mang đi, cái này dùng để ở lăng thành bố trí xuống phòng ngự, như vậy thiên tôn cũng cần chút thời gian mới có thể đánh vào, có đầy đủ thời gian giảm sóc. Được rồi, vẫn là đi tìm thiên tôn ký hiệu trước, bản thân cường đại mới là trọng yếu nhất. Lăng Hàn cố nén xúc động, nhanh chân mà đi, nhưng trong lòng đã ghi nhớ nơi này. Thông đạo rất dài, không sai biệt lắm đi hơn trăm dặm, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một quảng trường khổng lồ, cao không thể thấy đỉnh, bởi vì có đồ vật nhìn không thấy chặn, chỉ có thể cảm giác được nó rất cao rất cao. Trên quảng trường cũng không phải chỉ có một mình hắn, mà rất nhiều, chia làm từng đoàn đội nhỏ, linh linh tinh tinh phân bố phóng nhãn dò xét một chút liền biết mỗi người nơi này căn bản là thiên tôn nhiều người như vậy cũng chờ ở chỗ này làm gì lăng hàn đưa mắt tìm kiếm rất nhanh liền định vị đến nhóm người duyên sinh thiên tôn liền giải bước đi qua có thu hoạch sao nữ hoàng hỏi nàng cùng hồ nữ tự nhiên hiểu rõ lăng hàn nhất biết lúc ấy hắn lưu lại không có khẳng định là đạt được lĩnh mộ gì lăng hàn gật đầu rất không tệ hắn dừng một chút lại hỏi hiện tại đây là tình huống như thế nào duyên sinh thiên tôn tiếp lời vị viễn cổ thiên tôn kia mặc dù hóa đạo lại lưu lại truyền thừa đại khái mà nói nơi này chia bốn bộ phận theo thứ tự là bốn điện thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ nơi này là bạch hổ điện lăng hàn a một chút khó trách bọn hắn tìm lung tung một phương hướng cũng có thể tìm đúng địa phương nguyên lai like nơi này bốn phương tám hướng đều có cung điện vậy xác thực vô luận bọn hắn đi về nơi nào cũng sẽ gặp được đúng địa phương vậy tại sao đều đứng ở nơi này hắn hỏi duyên sinh thiên tôn lắc đầu thở dài muốn đi vào cung điện thu hoạch được truyền thừa cần thông qua một khảo nghiệm nhưng vấn đề là nơi này có ba tứ bộ thiên tôn liên thủ phong đường không cho bất luận kẻ nào có cơ hội tiếp nhận khảo nghiệm ồ lang hàn kinh ngạc ba người này thật đúng là bá đạo chẳng lẽ không sợ gây nên công phẫn lại tưởng tượng tứ bộ thiên tôn cường đại cỡ nào một cái liền có thể địch nổi trăm tam bộ nơi này hết thảy mới bao nhiêu tam bộ bởi vậy ba vị kia bá đạo lại như thế nào người ta còn không có thanh tràng là tốt lắm rồi Vậy bọn hắn không có tiếp nhận khảo nghiệm sao?" Lăng Hàn hỏi, Xuyên Sinh Thiên Tôn lắc đầu, "Tại sao không có? Chỉ là bọn hắn cũng không có thông qua mà thôi." Lăng Hàn kinh ngạc, có thể trở thành tứ bộ, cái kia đều là tồn tại cỡ nào, ba vị này cũng không có thông qua khảo nghiệm, đây thật là có chút khó mà tin được. Hắn cười nói, "Vậy bọn hắn lại có ý tứ gì, mình không chiếm được, còn không cho người khác thử một chút." Xuyên Sinh Thiên Tôn thở dài nói, "Trời mới biết bọn hắn là ý tưởng gì, có lẽ bọn hắn là muốn để đệ tử của mình tới thử một chút, phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. Đại hắc cầu chen lời nói, lăng hàn gật đầu, cũng có khả năng, quả nó là cái khả năng gì, mấu chốt là, ba cái vương bát đản này chặn đường, chúng ta căn bản không có cơ hội đi nếm thử. Đại hắc cầu hùng hùng hổ hổ, tràn đầy bất mãn. Ta đi xem tình huống một chút, lăng hàn nói, hắn đi lên phía trước, không đến bao lâu hắn liền thấy ba người trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng. Nhưng tuổi trẻ chỉ là bề ngoài, ánh mắt người nào cũng vô cùng thâm thúy, tản ra tuế nguyệt tang thương. Sau lưng bọn họ cách đó không xa, chính là một cung điện toàn thân màu bạc trắng, hình như một mảnh hổ vận sức chờ phát động, lúc nào cũng có thể bộc phát ra một đòn kinh thiên động địa. Cung điện không có cửa sổ, chỉ có một cửa vào, chính là cửa chính. Nhưng mặc dù cửa chính mở rộng ra, lại là một quang môn không chừng xoay tròn, hiển nhiên, tiến vào cửa này cũng không thể tiến vào trong cung điện, mà là khảo nghiệm trong miệng duyên sinh thiên tôn nói. Bởi vì trước khi ba tên thiên tôn này niêm phong cửa, đã có người tiến vào, nhưng ai cũng lấy thất bại lui ra, cho nên mới để người ta biết tình huống nơi này. Lăng Hàn quan sát, mặc dù ba tên tứ bộ thiên tôn này nhìn qua hứng hờ, ngồi cũng rất tùy ý, nhưng Lăng Hàn lại rõ ràng, bọn hắn phong kín hết thảy lộ tuyến tiến vào quang môn. Vô luận từ nơi nào xông vào, cũng sẽ lọt vào ba tên thiên tôn hợp kích. Đây chính là tứ bộ A, tam bộ nào có dũng khí đi ăn công kích. Một cường giả tứ bộ đột nhiên nhìn về phía Lăng Hàn, ánh mắt lăng lệ, để con mắt của Lăng Hàn đau xót, kém chút mù. Bất quá tên thiên tôn này thấy Lăng Hàn chỉ là nhất bộ, nhìn qua liền thu hồi ánh mắt, lười chú ý nhiều hơn. Lăng Hàn lui ra phía sau, bất diệt thiên kinh vận chuyển, một hồi lâu sau, hắn mới đánh tan hai mắt đau đớn. Hắn không thể không thừa nhận, tứ bộ xác thực mạnh, hắn có thể oanh sát hà lập quần, hoàn toàn là bởi vì sở hạo cho hắn tín phù, bằng không hắn nhiều lắm là cản tứ bộ tầm 10 chiêu, mà Tam đại tứ bộ liên thủ, một chiêu kia liền có thể xử lý hắn. Mạo hiểm xông vào, hắn trực tiếp ngã xuống khả năng rất cao. Cho nên, Lăng Hàn về tới bên nữ hoàng, hiện tại là một tình thế không có cách giải. Lăng Hàn nói, đám người nữ hoàng đều gật đầu, mặc dù bọn hắn biết Lăng Hàn rất mạnh, yêu nghiệt đến không có đạo lý, nhưng dù sao vẫn chỉ là nhất bộ, không cách nào cùng tứ bộ tranh nhau phát sáng là chuyện rất bình thường. Chương 3167, cổ động. Vậy cứ như thế từ bỏ sao? đại hát cầu không cam lòng nói đi ba cung điện khác nhìn xem lăng kiến tuyết đề nghị lăng hàn nghĩ nghĩ các ngươi đi ba điện khác trước ta ở đây một chút còn chờ cái gì lăng hàn chậm rãi nói chỉ cần lại có một tứ bộ thiên tôn đuổi tới dù cũng sẽ gia nhập ba người này nhưng khẳng định có một quá trình khi đó chính là mấu chốt phá cục lăng hàn kiên trì ở lại chỗ này bọn người duyên sinh thiên tôn liền không nhiều khuyên nhao nhao rời đi coi như bị lăng hàn đoán chúng có vị tứ bộ thứ tư trình diện sẽ đánh phá cân bằng giữa Tam đại thiên tôn, nhưng cái kia là trong nháy mắt, cũng chỉ có Lăng Hàn mới có thể nắm chặt, nếu không lấy thực lực nhất bộ, nhị bộ sẽ bị tứ bộ miểu sát trong nháy mắt. Bọn hắn rời đi, hy vọng trong ba cung điện khác không có người bá đạo ngăn cửa như vậy. Lăng Hàn kiên nhẫn chờ đợi, dù sao hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian, ngay ở chỗ này thôi diễn nộ quyền. Cái này cần thời gian dài rằng dặc, cũng may mặc dù thời gian thể chất của hắn không thể tác dụng nhục thân. Nhưng gia chỉ thần thức lại không có vấn đề, để hắn có thể dạo bước ở trong thời gian trường hà. Hắn đã rất lâu không có đi nghiên cứu nộ quyền, bởi vì hắn rất sớm liền thu được Thiên Tôn bảo thuật, uy lực xa xa lớn hơn nộ quyền, vậy hắn cần gì phải lại đi tốn tâm tư. Thẳng đến lúc này, Thiên Tôn thuật đã theo không kịp chiến lực của hắn, làm cho hắn đi nghiên cứu. Thời gian không ngừng đi qua, Lăng Hàn tiến bộ rất nhanh, uy lực của nộ quyền một đường tăng vọt, đạt đến tầng chín đỉnh phong. Nhưng tiếp xuống liền chậm thiên tôn pháp nào không phải trải qua vô số năm tích lũy mới thôi diễn ra, dù hắn vận dụng thời gian thể chất, một ngày gần ba năm, nhưng vẫn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành đột phá. Lăng Hàn cũng không lo lắng, đây là đồ vật mình sáng tạo ra, chỉ cần dảo bước tiến lên thiên tôn, chiến lực của hắn khẳng định sẽ tăng vụt một mảng lớn. Mấy ngày trôi qua, Lăng Hàn cắm ở cửa thiên tôn, hắn ngừng lại, đây cũng không phải một lần là xong, trước chuyển đổi tâm tình một chút. a à, hắn có chút dừng lại, hiện đang có mấy người quen đi tới. Một nhóm bốn người bình tinh hải, bọn hắn lại tới nơi này, con người của lăng hàn đảo một vòng, khóe miệng lộ ra nụ cười, nếu như ai tương đối quen thuộc hắn, liền có thể đoán được, gia hỏa này khẳng định lại đánh chủ ý xấu gì. Hắn tâm niệm khẽ động, gương mặt lại biến hóa, khí tức cũng cải biến, người thực lực mạnh hơn hắn có thể thấy được hắn ngụy trang, nhưng dưới tình huống thực lực tương đương, đây là cực kỳ bảo hiểm. Lăng Hàn cũng không có trực tiếp hành động, mà trước chờ bình tinh hải tự nhiên cũng bị ba tên tứ bộ cản lại tam bộ mà thôi đừng nhìn ở nguyên thế giới đã đứng ở hàng ngũ đỉnh phong nhưng tứ bộ có thể ăn chắc tam bộ hoàn toàn không cần cho mặt mũi gì hắn hết sức tức giận cũng chuyển ra danh hào của sư tôn nhưng ba người kia vẫn không nhìn thật quá mức không biết sư tôn hắn chính là ngũ bộ sao lang hàn thấy ra hỏa này biểu lộ lành lạnh cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm liền sải bước đi qua dừng lại ngươi muốn làm cái gì một nhất bộ lập tức nhìn về phía Lăng Hàn quát hỏi. Lăng Hàn vung hai tay, tại hạ nạp lan tình không, có việc cùng bình huynh thương nghị. Lớn mật, chỉ là nhất bộ thiên tôn, lại dám cùng tam bộ xương huynh gọi đệ. Nhất bộ kia ánh mắt lạnh, nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Lăng Hàn mỉm cười, bình huynh, người không cảm thấy ba vị niêm phong cửa kia không cho chúng ta tiến vào thật quá mức sao. Bình tinh hải vốn khinh thường để ý tới Lăng Hàn, nhưng câu nói này lại vừa vặn nói đến tâm ý của hắn, để khuôn mặt hắn có chút động nhìn sang lang hàn người có đề nghị gì hắn cực kỳ khó chịu trước đó còn không có tiến vào nơi này liền tổn binh hao tướng bây giờ thì bị ngăn ở ngoài cửa hắn làm sao nhận qua đãi ngộ như vậy lang hàn cười nói tứ bộ thiên tôn chịu uy dĩ nhiên đáng sợ nhưng bình huynh là đệ tử của ngũ bộ đại nhân bản thân cũng là tam bộ chỉ cần đứng lên kêu gọi lấy hiện tại đám người bất mãn khẳng định sẽ đoàn kết ở dưới trướng của bình huynh đến lúc đó mọi người cùng nhau xung kích khẳng định có rất nhiều người có thể xông vào đại môn bình tinh hải có chút do dự lại hư một tiếng nói người đây là cầm bản tôn làm vũ khí sử dụng sao gia hỏa này không ngu ngốc cũng phải có thể trở thành thiên tôn như thế nào lại là người ngu lăng hàn đương nhiên sẽ không từ bỏ tiếp tục nói bình huynh lời ấy sai rồi gặp được bất công vỗ bản đứng dậy chúng ta người trong võ đạo theo đuổi không phải khoái ý ân cửu sao ba vị kia mặc dù cường đại nhưng cũng không thể một tay che trời bọn hắn mạnh bọn hắn tiến vào trước còn chưa tính nhưng không có thu hoạch gì vẫn còn muốn ngăn cản những người khác cái này quá mức ta cảm thấy lấy thiên phú thực lực của bình huynh nhất định có thể xông qua khảo nghiệm mà viễn cổ thiên tôn lưu lại làm như vậy hoàn toàn là ma diệt cơ duyên của bình huynh thực là quá mức lời nói này có lý có cứ lại thêm trong lòng bình tinh hải vốn khó chịu tùy tiện liền dâng lên cộng minh hắn hừ một tiếng mặc dù không có nói tiếp nhưng cũng đã ý động Lăng Hàn lại khích lệ, quả thực đập không ít mông ngựa, buồn nôn đến hắn cũng muốn nôn. Cùng đại hắc cầu pha trộn, Lăng Hàn chẳng những công lực độc người nhất lưu, năng lực tăng bốc cũng không thể khinh thường, câu câu đều đập tới Bình Tinh Hải thoải mái. Phải biết hiện tại Bình Tinh Hải chính là thời điểm không thuật, trước có tiểu đệ bị giết, sau bị ngăn cửa, mặc dù ba tiểu đệ vẫn vâng vâng dạ dạ, lại bí mật có phần oán niệm, trong lòng của hắn biết, chỉ là xác thực ở trong tay Lăng Hàn bị thiệt lớn, hắn không lời nào để nói mà thôi bây giờ bị lăng hàn tâm bốc trong lòng hắn tự nhiên là thoải mái đến cực hạn tốt bản tôn việc nhân đức không nhường ai liền nhận việc này bình tinh hải gật gật đầu lộ ra hào khí vượt mây hắn có thể bị thuyết phục tự nhiên cũng là vì mình giống như lăng hàn nói hắn tin tưởng thiên phú của mình nhất định có thể xông qua khảo nghiệm trước mặt đạt được đạo thống của vị viễn cổ thiên tôn kia bại ở trong tay lăng hàn hiện tại hắn vô cùng khát vọng đạt được thiên tôn ký hiệu cao cấp bình tinh hải lôi lệ phong hành Lập tức bắt đầu hành động, câu thông từng tiểu đoàn thể. Chương 3168, hố 1. Bản thân hắn là tam bộ, lại thêm còn có bối cảnh ngũ bộ, ngược lại thật sự có rất nhiều người nguyện ý theo hắn chơi một trận. Trước đó là không có người tổ chức, cho nên mọi người năm bè bảy mảng, hiện tại bọn hắn liên hợp đến chung một chỗ, vậy cũng không thể xem thường. Nơi này có không ít người có bối cảnh tứ bộ, ngũ bộ, cho ba tứ bộ cai mấy lá gan cũng không dám thống hạ sát thủ. Ở dưới bình tinh hải dẫn đầu, bọn hắn bước về phía cửa cung điện. Ba vị đại nhân, Bình Tinh Hải hai tay ôm quyền, chúng ta hết sức kính trọng ba vị đại nhân, tin tưởng ba vị đại nhân cũng sẽ thông cảm tâm tình muốn đi vào nơi đây tìm tòi của chúng ta, mong ba vị đại nhân có thể giàn xếp. Một tứ bộ nhìn về phía Bình Tinh Hải, các ngươi mân mê hai ngày, chính là vì bức chúng ta thoái vị sao. Bình Tinh Hải còn chưa kịp nói chuyện, Lăng Hàn liền giành lấy nói. Ba gia hỏa già mà không chết, chẳng lẽ các ngươi không biết Bình Thiếu chúng ta là ai chăng? đường đường tam bộ thiên tôn, sư tôn càng là ngũ bộ, để các ngươi nhường đường một chút thì thế nào, các ngươi còn có ý kiến. T, bình tinh hải không khỏi thở hốc vì kinh ngạc, lời làm sao có thể nói như thế. Coi như trong lòng của hắn nghĩ như vậy, cũng không thể nói ra, càng không thể ra mặt, trước mặt mọi người nói, người đây là muốn bốc lên chiến tranh A. Lớn mật, một tứ bộ áo bảo đen trợn mắt khiển trách, tản ra vô tận chịu uy, mà đổi thành hai tứ bộ khác thần sắc cũng bất thiện, rất có ý xuất thủ bình tinh hải vội vàng mất bò mới lo làm chuồng nói ba vị đại nhân các ngươi chớ có chớ có phách lối chúng ta người đông thế mạnh sợ các ngươi sao lăng hàn cướp lời nói ta dựa vào đầu này là bình tinh hải mang vậy người này tự nhiên cũng coi là bình tinh hải tứ bộ áo đen lành lạnh nhìn về phía bình tinh hải đưa tay nhô ra lại chụp vào lăng hàn đoàn người cùng tiến lên a xông qua cửa ải này thiên tôn ký hiệu vô thượng bí thuật đang chờ chúng ta Lăng Hàn giống một tiếng, lại gấp hướng lui về phía sau. Đại thủ ghim xuống, nhưng Lăng Hàn lại nhanh chóng thối lui, lập tức để rất nhiều người cũng bao phủ ở dưới một kích này. Không có người nào nguyện ý thúc thủ chịu trói, lại thêm cách làm của ba tên tứ bộ này đã sớm khơi dậy công phẫn, đám người đứng ở chung một chỗ đã có tâm lý chuẩn bị động thủ, bởi vậy gặp tứ bộ thiên tôn dẫn đầu làm khó, lập tức liền có người xuất thủ phản kích. Chỉ như vậy, lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền, càng nhiều người nhao nhao xuất thủ. Bành bành bành, hỗn chiến lập tức bạo phát hư thật đúng là không biết sống chết hai tên tứ bộ khác lành lạnh nhìn về phía bình tinh hải nhất định là kẻ này cố ý an bài dụng ý là phá rối cục diện để cho hắn có thể đục nước béo cỏ nếu không nhất bộ thiên tôn dám nói chuyện như vậy sao mặc dù tứ bộ có ưu thế nghiền ép nhưng ba tên tứ bộ này là thật không dám thực sự đại khai sát giới dù sao rất nhiều người nơi này sau lưng có tồn tại có thể cùng bọn hắn đặt song song thậm chí càng cao hiện tại bảo vật lại không có xuất thế, thực sự không đáng vì thế đắc tội những người kia. Bởi vậy, hai tên tứ bộ thiên tôn còn lại đều để mắt tới bình tinh hải, bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần bắt người cầm đầu, những người khác liền lần nữa biến thành vụn cát. Xoát, xoát, hai tứ bộ cường giả đồng thời xuất thủ, bắt tới bình tinh hải. Bình tinh hải chỉ cảm thấy cực kỳ oan uổng, mặc dù hắn tổ chức nhân viên bước vua thoái vị, nhưng không có ý nghĩ bốc lên chiến đấu chút nào, bởi vì hắn biết, coi như tất cả mọi người liên thủ cũng vô dụng, căn bản không có khả năng đánh thắng được ba vị tứ bộ thiên tôn. Nhưng còn bây giờ thì sao, hai cường giả tứ bộ cùng nhau xuất thủ với hắn, để hắn thụ sủng nhược kinh A. Làm sao sự tình sẽ diễn biến đến tình trạng như vậy? Hưu, đúng lúc này, chỉ thấy một bóng người xuyên ra, nhảy tới quang môn xoay tròn kia. Hừ, mặc dù hai tên tứ bộ xuất thủ về phía bình tinh hải, nhưng đường đường tứ bộ đối phó tam bộ lại há cần toàn lực ứng phó. Một tứ bộ nhô ra một tay khác vỗ tới đạo nhân ảnh kia, lộ ra cực kỳ khinh thường. Chỉ là nhất bộ mà thôi. Bành, nhưng hắn tính sai, đối mặt một kích này, tên nhất bộ thiên tôn kia không có trốn tránh, mà ngưng quyền về phía hắn đáp lễ. Muốn chết, hắn thầm nói một câu, đối cứng tứ bộ công kích, không chết cũng trọng thương. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, con mắt của hắn lại xông ra ngoài. Người kia lại tiếp được một kích này của hắn, mặc dù một kích này của hắn không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng đã tới tam bộ chấn áp chỉ là nhất bộ còn không phải dễ như trở bàn tay lăng lăng hàn bình tinh hải lập tức kêu lên hắn không có nhận ra lăng hàn nhưng còn có nhất bộ thứ hai có thể khí lực va chạm tam bộ sao bị lừa rồi hắn lập tức kịp phản ứng mình lại làm áo cưới cho lăng hàn gia hỏa này làm nhiều như vậy dụng ý chính là muốn cổ động tất cả mọi người thay hắn chế tạo cơ hội để hắn có thể đục nước béo cỏ tiến vào trong cung điện ghê tởm ghê tởm a bình tinh hải xém chút phun ra một ngụm lão huyết trước đó còn bị Lăng Hàn giết ba tiểu đệ, bây giờ còn thay đối phương phất cờ hò reo, chế tạo cơ hội, hắn là ngốc đến mức nào. Đáng chết, hai tên tứ bộ kia đều giận dữ, bọn hắn một nước sai, đầy bàn thua, không nghĩ tới Lăng Hàn mới thật sự là người muốn đục nước béo cỏ, hơn nữa ẩn tàng sâu như vậy, nhất bộ thiên tôn thế mà có thực lực tam bộ. Bọn hắn ai cũng căm tức nhìn bình tinh hải, đây nhất định cũng là một chính chủ, bằng không thì tại sao muốn ra sức thay Lăng Hàn phục vụ như vậy. Bành, Công kích của hai người ghim xuống, tứ bộ xuất thủ, hơn nữa hay vẫn hợp kích, tam bộ làm sao cản. Bình Tinh Hải lập tức bị một kích chấn áp. Phốc, Bình Tinh Hải cuối cùng phun ra máu, cái kia gọi một hận A, chỉ cần Lăng Hàn xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn có thể sinh sinh ăn tươi Lăng Hàn. Cái oan đại đầu này hắn thật sự là ủy khuất A. hưu Lăng Hàn đã vọt vào quang môn, một cỗ lực lượng kỳ dị dẫn dắt, hắn xuất hiện ở trên một bình nguyên, nơi này khắp nơi là khôi giáp tàn phá thi thể nằm ngang, tản ra khí thức chiến tranh. Một lá cờ cắm trên mặt đất, phía trên không có đồ án, chỉ có bốn chữ, vĩnh viễn không lui lại. chương 3169, Hố 2 Vĩnh viễn không lui lại, đây là một câu hào ngôn, nhưng thời điểm đối mặt cường địch, lại có mấy người có thể làm được vĩnh viễn không lui lại. Lại nói, lui cũng là một loại sách lược chiến thuật, vô luận là hai người quyết đấu, hay đại quy mô chiến tranh, lui cũng là một loại lựa chọn. Hắn nhất niệm chưa tất, chỉ thấy phía trước xuất hiện một chi đại quân đen nghịt. Số lượng kinh người, chừng trăm vạn, mà từng cái tràn ra khí thế đều đạt đến thiên tôn cấp. Coi như đây đều là nhất bộ thiên tôn, nhưng trăm vạn nghiền ép, ngay cả tứ bộ thiên tôn cũng phải nhượng bộ lui binh. Vĩnh viễn không lui lại, làm sao có thể, lăng hàn gật gật đầu, khó trách ngay cả ba tên tứ bộ cũng không có thông qua giảng khảo nghiệm này, đoán chừng chỉ cần lui ra phía sau một bước liền coi như thất bại. Nhưng vấn đề là, trăm vạn đại quân giết tới, ai có thể không lùi ha 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 lăng hàn cười dài một tiếng chủ động giết ra banh hắn phảng phất như sư nhập bầy cừu giết tiến vào địch quân song quyền oanh ra lập tức tung bay trên trăm cường địch nhất bộ ở trước mặt lăng hàn căn bản không phải địch thủ banh 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 dưới một quyền từng cường địch bị oanh bạo mà cảm giác cũng dị thường chân thật có máu tươi vẩy ra thi thể ngã trái ngã phải tản ra khí tức thê lương nhưng lăng hàn biết đây hết thảy khẳng định đều là ảo giác nếu ngũ bộ thiên tôn thật có thể làm ra nhiều thiên tôn như vậy thế giới chẳng phải lộn xộn, bạch hổ chủ sát phạt, cho nên nơi này khảo nghiệm chính là ý sát phạt. vậy thì giết thống khoái, lăng hàn tóc đen tung bay, đại khai sát giới. chỉ là mặc dù thực lực của hắn đạt đến tam bộ, nhưng không chịu nổi nơi này số lượng thiên tôn thực sự quá nhiều, vẫn để hắn chúng vài công kích, để hắn thổ huyết, xương gãy. bất quá, lăng hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, duy trì lấy sức chiến đấu thân thể, hai tay ngưng tụ thành quyền, thi triển ra nộ quyền. vừa vặn mượn nhờ vô số thiên tôn này rèn luyện vô thượng quyền ý của hắn hắn là loại tính cách áp lực càng lớn động lực càng đủ mỗi chịu một lần tổn thương động lực của hắn liền tăng một phần minh ngộ không ngừng ở trong thức hải không ngừng xô trào lang hàn cười ha ha chỉ cảm thấy chiến đến vui vẻ lâm ly thống khoái không nói ra được bị thương lại như thế nào võ giả nào có không bị thương thời gian không ngừng đi qua một năm mười năm trăm năm nhưng chiến đấu lại vĩnh viễn không có ngừng càng nhiều quân đội xuất hiện, muốn sinh sinh chôn vùi lăng hàn. Những địch nhân này chỉ là khí thức thiên tôn hình thành, thực lực có hạn, nếu không cho dù là lăng hàn cũng không dám cuồng như thế, đối mặt trăm vạn nhất bộ thiên tôn lại một bước cũng không lùi. Nhưng chiến đấu như vậy thật giống như vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, vậy coi như người ý chí lại kiên định cũng sẽ không chịu được dao động. Lăng hàn lại vui vẻ chịu đựng, hắn coi trận chiến đấu này trở thành biện pháp tốt nhất ma luyện quyền pháp, hoàn toàn quên ý đổ tiến vào nơi đây. Hắn tiến thẳng về trước, nửa bước không lùi cũng không biết đi qua bao lâu lang hàn chỉ cảm thấy uy lực của quyền pháp đột nhiên tăng vọt đấm ra một quyền mấy trăm tên địch nhân đồng thời bay múa đến không trung sau đó cùng nhau bạo nát trước đó mặc dù hắn cũng có thể một quyền đánh bay mấy trăm nhưng nhiều lắm là chỉ có mấy chục cái bị hắn oanh sát tại chỗ những người khác sẽ chỉ thụ một chút tổn thương nhưng lần này quyền lực của hắn phách tuyệt đến một hơi oanh sát mấy trăm người lang hàn bỗng nhiên lấy lại tinh thần hắn phát hiện nộ quyền đã có được uy lực thiên tôn cấp Hắn rốt cuộc thúc đẩy bộ quyền pháp này đến thiên tôn cấp. Đương nhiên, đây chỉ là vừa mới rảo bước tiến lên thiên tôn cấp, khoảng cách hoàn toàn xứng đôi chiến lực tam bộ của hắn còn cần thời gian dài dằng dặc. Lăng Hàn phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện trên người mình thật sự là thủng trăm ngàn lỗ, vết thương sâu đủ thấy xương. Bình thường mà nói, bị thương nặng như vậy, không nói trọng thương đợi chết, làm sao cũng mất đi chiến lực, chí ít chiến lực giảm lớn. Nhưng hắn lại không có chút cảm giác như vậy, ngoại trừ mỏi mệt Chiến lược của hắn vẫn ở đỉnh phong. Hắn cũng không kỳ quái, bởi vì hắn sớm biết đây hết thảy khẳng định đều là ảo giác, chỉ là chân thực đến ngay cả tứ bộ thiên tôn cũng khó phân biệt, mới có thể không ai thông qua khảo nghiệm, thành công tiến vào cung điện. Lang Hàn cười ha ha, đến đến, đừng nói 100 vạn, 1000 vạn, lại nhiều ta cũng tiếp nhận. Hắn tiếp tục đại khai sát giới, đây là một lần ma luyện rất khó được, có lẽ chỉ có ngũ bộ thiên tôn mới có thể bố trí ra, không hảo hảo bắt lấy cơ hội này cũng quá choáng váng. Nhưng mà, lần ma luyện này thời gian dài xa xa ra ngoài lăng hàn dự kiến, một vạn năm, mười vạn năm, một trăm vạn năm, thời gian không ngừng đi qua, nhưng chiến đấu lại không có dấu hiệu dừng lại chút nào. Cái này khó tránh khỏi để người hoài nghi, có thể vĩnh viễn cũng không có đình chỉ hay không. Lăng hàn kiên định tín nhiệm, đã khảo nghiệm còn chưa kết thúc, vậy hắn liền nghiên cứu quyền pháp, cũng không có lãng phí thời gian nha. Hai trăm vạn năm, năm trăm vạn năm, một ngàn vạn năm. Suốt cục, khi thời gian đi tới một ngàn vạn năm, không còn đại quân mới xuất hiện, hưu, Lăng Hàn chỉ cảm thấy thân thể chấn động, hắn đã xuất hiện ở địa phương mới, chỉ thấy đây là một tòa cung điện. Nhìn nhìn lại trên người, nào có một chút xíu tổn thương, lại tràn ra một cỗ tam thương chi ý, giống như trải qua vạn cổ. Ta đây là ở thế giới ý thức chờ đợi bao lâu? Lăng Hàn thì thào, hắn xem xét bản thân, đạt tới độ cao như hắn, chỉ cần nhìn thân thể biến hóa vi diệu, liền có thể suy tính ra đi qua bao nhiêu thời gian, lại là một vạn năm, chờ một chút, ta ở ý thức thế giới chiến đấu một ngàn vạn năm, hiện thực lại qua một vạn năm, cái này vừa vặn phù hợp thời gian thể chất của ta. Đạt tới thiên tôn cấp, nhục thân là không thể nào bị thêm cùng giảm, được lực lượng bản nguyên rèn luyện, vượt qua quy tắc, tự nhiên không nhận quy tắc ảnh hưởng. Mà tinh thần vẫn có thể, lại bị hạn chế ở dưới cực hạn một ngàn lần. Cho nên, nhục thể của ta ở chỗ này đứng một vạn năm, ở trong thế giới tinh thần lại chiến đấu một ngàn vạn năm. Lăng Hàn hoạt động gân cốt một chút, lập tức có lực lượng bàng bạc ở trong cơ thể chuyển động, gầm thét. Trước đó tinh thần hắn ở vào một thế giới khác, nhục thân liền chết giả, hiện tại ý thức trở về, thân thể liền lập tức cường thịnh như rồng. Chương 3170, đến tay. A, à, tu vi của ta còn có chút tăng lên. Lăng Hàn kinh ngạc, một vạn năm này, tiến cảnh của hắn còn nhanh hơn bình thường tu luyện, hơn nữa còn nhanh hơn rất nhiều. Chiến đấu quả nhiên là con đường tăng lên nhanh nhất, dù ở trong thế giới ý thức cũng như thế, Bất quá, lực lượng vị diện trong cơ thể ta quá nhiều, hơn nữa không giống thiên tôn khác, cường đại như vậy là vô bờ bến, muốn đạt tới nhất bộ đỉnh phong không biết cần tốn hao bao nhiêu thời gian, nên chưa đủ để cho ta đột phá đến nhị bộ. Ngược lại là nộ quyền, Lăng Hàn lộ ra nụ cười hài lòng, một ngàn vạn năm, hắn đã thúc đẩy nộ quyền đến nhị bộ, cái này thực để hắn vui vẻ. Ông, ở trước Lăng Hàn, đột nhiên hiện lên một cái đầu lâu. Tình huống như thế nào? Mặc dù cái này là đầu lâu, lại một chút cũng không có cảm giác dữ tợn, xương cốt có màu vàng kim nhạt, phía trên có một ký hiệu, vô cùng phức tạp. Lăng Hàn lại lộ ra nét mừng, đây là thiên tôn ký hiệu. Hắn đưa tay chạm đến đầu lâu, lập tức, trong thức hải hắn xuất hiện một bức tinh đồ, hợp thành một ký hiệu kỳ diệu. Lăng Hàn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, thiên tôn ký hiệu chỉ có thể truyền lại một lần, nếu hắn bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào, vậy thì vĩnh viễn không có khả năng lại được đến, trừ khi hắn vận khí nghịch thiên, ở dưới tình huống đặc thù phục hồi như cũ. Thời gian lặng yên mà qua, bức tinh đồ này cũng đang từ từ phai màu, nhiều nhất 3 ngày nó sẽ hoàn toàn phai nhạt. Nhưng Lăng Hàn tâm niệm vừa động, Thức Hải Sinh Huy, tinh đồ lập tức lại xuất hiện. Hắn đã sơ bộ nắm giữ Thiên Tôn ký hiệu này, đương nhiên, cách hắn có thể vận dụng vẫn còn cần thời gian rất dài rất dài. Nhìn lại đầu lâu trước mặt, ký hiệu phía trên đã biến mất, bởi vì Thiên Tôn ký hiệu đã truyền lại cho Lăng Hàn, tự nhiên không có khả năng tồn tại nữa. ba Đầu lâu vỡ vụn, hóa thành vô số hạt tinh quang tung bay trong không khí, cùng thiên địa đại đạo tương hợp. Một đạo niệm lực vĩ đại vang lên ở trong thức hải của Lăng Hàn. Bản tôn tứ tượng, xung kích lục bộ thất bại, lại không có đồ đệ, dòng dõi, để tránh cả đời sở mộ thất truyền, đặc biệt bố trí xuống đại mộ, lấy bốn chủ cốt của bản tôn in dấu xuống bốn ký hiệu khi còn sống thôi diễn, truyền thừa cho người có duyên. Nếu tứ phù có thể hợp nhất, còn có thể thôi diễn ra một môn thần công của bản tôn năm đó, nhưng bốn phù không thể hợp nhất, liền đừng nhắc tới. Oanh, cỗ niệm lực này lập tức biến mất sạch sẽ. Lăng Hàn đứng trang nghiêm, nhìn cung điện bái thật sâu. Tiền bối cao thượng, vãn bối khâm phục, vì truyền thừa sở học, tứ tượng thiên tôn thậm chí còn lưu lại di thể, không có cách, thiên tôn ký hiệu há lại là vật gì cũng có thể gánh chịu. Nói như vậy, người cũng phải chết, còn lưu di cốt lại, đây không phải hành hạ mình sao. Cho nên, Lăng Hàn mới có thể kinh ý, hắn cũng không vội rời đi, tiếp tục tham mộ thập phù vừa mới đạt được, nếu không mau chóng nắm giữ, vẫn sẽ từ trong đầu của hắn biến mất qua mười mấy năm sau hắn đột nhiên phát hiện trong cung điện thêm một người đây là nữ tử đẹp đến mức không gì sánh được hoàn toàn không kém nữ hoàng hổ nữ nhưng lúc này lại nhắm chặt hai mắt toàn thân không có một tia khí tức lăng hàn biết cũng không phải đối phương treo mà là giống như hắn thần thức tiến vào một thế giới khác đang lấy một địch trăm vạn khổ chiến không thôi lăng hàn nhịn không được nhìn nữ tử này một chút thật sự là rất đẹp, sẽ cho người say mê trong đó. Nhưng hắn lập tức rút ra, ngồi xếp bằng, lĩnh hội thiên tôn ký hiệu trong thức hải. Thời gian lặng yên mà qua, một ngàn năm, năm ngàn năm. Gần một vạn năm đi qua, lang Hàn bỗng nhiên mở hai mắt. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ thập phù, vận chuyển một chút, hắn phát hiện hiệu suất tu luyện tăng lên gấp 17 lần. Cái này chẳng những vượt xa bảy ký hiệu truyền thế, cũng qua cửu phù, đến từ vô số tinh hoa của tam bộ thiên tôn dung hợp. Đúng lúc này, một cỗ khí thức vô cùng cường đại bỗng nhiên lưu chuyển lăng hàn bỗng nhiên nhìn lại một người khác trong cung điện cỗ khí thức khổng lồ kia chính là nữ tử kia phát ra nàng thông qua khảo nghiệm hồn về thân thể oanh khí thức chấn động một chút sau đó toàn bộ trở về trong cơ thể nữ tử kia không có tiết ra ngoài một tia mặc dù chỉ là một tức thu nhưng lăng hàn lại vô cùng chấn động nhìn thoáng qua đã để hắn biết nữ tử này cường đại tứ bộ thiên tôn khó trách nàng có thể xông qua ba tứ bộ ở bên ngoài phong tỏa đồng dạng là tứ bộ, một lòng muốn sông, làm sao cản. Hơn nữa, Lăng Hàn có loại cảm giác, thực lực của nữ người này mạnh hơn tứ bộ bình thường rất nhiều. Ông, nữ tử này mở hai mắt ra, nguyên bản cung điện hắc ám đột nhiên sáng lên. Một nửa là bởi vì ánh mắt của nàng quá sáng, một nửa thì nàng mỹ lệ, nháy mắt mở ra, để nàng như hoa tươi nở rộ, xinh đẹp tột đỉnh. Lăng Hàn cũng có chút thất thần, nhưng nhanh chóng chấn định lại, hắn cũng không phải chưa từng gặp qua mỹ nữ, mà bây giờ, trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ tăng thực lực võ đạo lên, có kiều thê, có ái tử ái nữ, còn có gì cầu? nữ tử kia ánh mắt quét qua, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì nàng xác thực không nghĩ tới trong này còn có một người sống sờ sờ. người chính là người một vạn năm trước tiến vào nơi này. nàng hỏi, tiếng nói nhẹ nhàng, êm tai không nói ra được. lang hàn lắc đầu, uốn nắn một chút, cái kia đã là sự tình hai vạn năm trước. nữ tử kia sướng sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng gương mặt xinh đẹp của nàng không khỏi hơi biến sắc, nói cách khác, một vạn năm này nàng cứ như vậy không hề phòng bị bầy ở trước mặt Lăng Hàn. Gia hỏa này có đối với mình làm những gì hay không? Lăng Hàn thấy thế, liền tranh thủ xua tay, không nên hiểu lầm, nếu ta chạm qua ngươi, ngươi chỉ là thần du vật ngoại, sẽ có thể cảm giác được. Nữ tử kia chậm rãi gật đầu, xác thực, mặc dù ý thức của nàng bị kéo ra, nhưng nếu thân thể gặp được nguy hiểm, thần thức khẳng định sẽ lập tức trở về, chỉ là cái khảo nghiệm này liền lấy thất bại kết thúc. Bất quá, nàng vẫn chăm chú nhìn thêm Lăng Hàn, gia hỏa này lại có thể ở trong một vạn năm thời gian không hề có ý nghĩ với mình, cái này rất kinh người. Nàng đối với mị lực của mình tràn đầy lòng tin, có nam nhân nào có thể không động tâm. Chỉ có người kỳ quái này, chương 3171, thần bí mỹ nữ. Người đã sớm thức tỉnh, vì cái gì không rời đi. Nữ tử hỏi, Lăng Hàn mở hai tay ra, không có cách, không biết làm sao rời đi. Cái này tự nhiên là lời nói dối, hắn căn bản còn chưa có bắt đầu tìm đường rời đi. Nữ tử kia mắt phượng có chút siết chặt, nơi này nghe nói có viễn cổ thiên tôn truyền thừa, người tới trước ta, cái kia hẳn là bị ngươi đoạt được rồi. Oan uổng, lăng hàn vội vàng đẩy sạch sẽ, hắn làm sao cũng không có khả năng thừa nhận, đối phương là tứ bộ thiên tôn, nếu để cho nàng biết mình thu được thiên tôn truyền thừa, đây không phải là muốn lột sống mình sao. Đương nhiên, lăng hàn có thể qua lại vị diện, cũng không phải lo lắng quá mức, chỉ là không phải đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn bốc lên nguy hiểm gặp gỡ cuồng loạn nữ tử kia tựa hồ xem thấu tâm tư của lăng hàn nói yên tâm coi như truyền thừa bị ngươi đoạt được ta cũng sẽ không cưỡng đoạt thật giả hào phóng như vậy ngươi là tứ bộ thiên tôn a có thực lực mạnh mẽ bắt lấy a lời này lăng hàn đương nhiên sẽ không hỏi hắn chỉ cười ha ha coi như không có nghe được nữ tử kia cũng không có vạch trần chỉ tìm ở trong cung điện hiện tại nơi này xác thực không có truyền thừa gì nàng liền bắt đầu tìm kiếm lối ra không bao lâu, nàng đã tìm được. Đây là một cửa ra vào đơn hướng. Hai người đi vào, xoát, lại xuất hiện ở vùng bình nguyên phía ngoài. Nữ tử kia phất phất tay, phiêu nhiên rời đi. Lang Hàn kinh ngạc, đối phương thế mà thực sự rời đi rồi. Không phải đã đoán được mình đạt được truyền thừa, thế mà còn hào phóng như thế. Không thể tưởng tượng nổi a, à. Lang Hàn nhịn không được cất giọng hỏi: Ngươi là ai? Đáng tiếc, cho dù hắn kêu ra thanh âm cũng đuổi không kịp một vị tứ bộ thiên tôn. Nữ tử kia trong nháy mắt liền biến mất ở phương xa. Thông minh như thế, quang minh lỗi lạc như thế, lại cường đại như vậy, rốt cuộc là người nào? Lăng Hàn lắc đầu, lựa chọn phương hướng ngược nhau với nữ tử tuyệt sắc kia. Hắn lại đổi một bộ dáng, cải biến khí tức, dù sao trước đó hú rất nhiều người, tâm hắn khó an a. À. Một đường đi tới, không sai biệt lắm một ngày sau, hắn liền thấy một phần mộ lớn khác, vẫn giống như trước đó, như một cái chén lớn móc ngược. Lăng Hàn rất nhanh liền tìm được cửa vào. Tiến vào trong đó, lại là một quảng trường khổng lồ, để hắn cảm giác căn bản không có đổi chỗ. Trên quảng trường vẫn có thật nhiều người, phần lớn người đều vây ở cửa cung điện, đứng xếp hàng. Lăng Hàn đi tới, mỉm cười tìm người, hỏi tình huống nơi này. Nơi này là Chu Tước Điện, giống như Bạch Hổ Điện, nơi này vốn cũng có mấy vị tứ bộ thủ vệ, không cho người khác tiến vào, nhưng theo thời gian trôi qua, cường giả tới càng ngày càng nhiều, liền phá vỡ cân bằng. Bất quá, giống như Bạch Hổ Điện, Nơi này cũng không có người xông qua được, bởi vậy, một lúc sau, những tứ bộ thiên tôn kia liền không uổng phí khí lực, cho dù ai cũng có thể tiến vào, bọn hắn đi cung điện khác tìm kiếm cơ duyên. Nơi này cũng cần khảo nghiệm, hơn nữa độ khó đồng dạng cao đến kinh người, dung nạp nhân số cũng có hạn mức cao nhất, bởi vậy, hiện tại nhân số đầy, những người khác liền không cách nào tiến vào, cũng chỉ có thể xếp hàng ở bên ngoài. Lăng Hàn nhìn xuống, nhân số xếp hàng cũng không nhiều, chỉ có 10 cái. Được thôi, xếp hàng liền xếp hàng kỳ thật hắn từ trước đến nay đều rất thủ quy củ lăng hàn đi tới dự định xếp hàng a à, người này thật to gan bất quá là nhất bộ mà thôi hắn là ở đâu ra dũng khí thấy lăng hàn sải bước đi qua người xung quanh ai cũng nhao nhao sợ hãi thán phục lăng hàn đương nhiên không có để ý đi thẳng tới cuối cùng của đội ngũ đứng vững khoảng cách một người trước đại khái khoảng ba trượng không thể dựa vào quá gần không thì sẽ bị người khác nghĩ lầm có mang địch ý ừm. Không nghĩ tới người trước mặt hắn còn có ý kiến, quay đầu, hướng hắn ném qua biểu lộ khinh thường. Lăng Hàn liền không vui, ngươi là tam bộ lại như thế nào, ta há sợ ngươi sao? Làm gì, thiếu ngươi, hắn cũng lộ ra vẻ khinh thường, dựa vào, ai không biết a. À? Tam bộ kia không khỏi cười lạnh, điềm nhiên nói, nhất bộ tiểu bối như ngươi thật đúng là to gan lớn mật, quá không biết tốt xấu. Mắt Tam Giác, ngươi có biết nói chuyện hay không? Không biết nói chuyện liền để ta đến hảo hảo giáo dục ngươi một chút. Lăng Hàn đối chọi gay gắt, hắn làm sao chịu ăn thiệt thòi như vậy? Ha ha, Tam Bộ kia bị chọc giận quá mà cười lên, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo. Ngươi là hậu nhân nhà nào, không biết kiêu ngạo như vậy sẽ gây phiền toái cho gia tộc sao? Hắn cũng không có xuất thủ, mà hỏi như vậy, hiển nhiên là kiêng kỵ bối cảnh của Lăng Hàn, vì mặc dù có phần lớn thiên tôn trở về vị diện của mình, nhưng thiên tôn cao giai lại cơ bản lưu lại. Vạn nhất phía sau Lăng Hàn có một ngũ bộ, Lục Bộ Hắn cũng không muốn bị dạng cường giả này truy sát khắp thiên hạ. Lăng Hàn cười ha ha, "Nguyên Văn hoàn trả, tam bộ kia không cười, bởi vì người cường giả tam bộ phía trước đều lộ ra nụ cười, hiển nhiên đang nhìn chuyện cười của hắn. Ngươi muốn chết, tên tam bộ thiên tôn này ngang nhiên xuất thủ, bắt về phía Lăng Hàn. Bởi vì không biết bối cảnh của Lăng Hàn phải chăng cường đại, hắn cũng không có hạ tử thủ, chỉ muốn bắt Lăng Hàn. Đương nhiên, nếu chứng minh Lăng Hàn không có hậu trường gì, hoặc hậu trường không cường ngạnh vậy hắn khẳng định sẽ tiện tay chụp chết Lăng Hàn. Dám nói như vậy với cường giả tam bộ, chỉ cái thái độ này cũng đáng chết, người nhìn, bao nhiêu người đều đang chê cười hắn, hắn gánh không nổi cái mặt này. Lăng Hàn vận chuyển thập phù, cả người nhất thời tràn ra một cỗ sát ý vô cùng lăng lệ, giống như hóa thân thành bạch hổ chủ hung, sát phạt, hung uy ngập trời, sát khí hóa thành thực chất. Hắn lấy quyền nghênh đón, bành, thập phù lại thêm nổ quyền trị uy, lập tức tuôn ra uy lực không gì sánh kịp, một làn sóng xung kích chấn động ra, thân hình lăng hàn chấn động, nhưng tên tam bộ thiên tôn kia lại bay thẳng. Cái này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, đây không phải đang nằm mơ chứ. Làm sao lại mạnh như vậy? Lăng hàn lại rất rõ ràng, mặc dù tam bộ thiên tôn này ở mặt lực lượng không kém hắn bao nhiêu, nhưng xuất thủ quá tùy ý, căn bản không có vận chuyển thiên tôn ký hiệu hoặc bí pháp, vậy làm sao ngăn cản được lăng hàn? Lúc nào ra một tên đáng sợ như thế? Có người thì thào, Chương 3172, người trước, đơn giản chính là yêu quái a, từ nơi nào xuất hiện? Lăng Hàn phủi phủi tay, nhìn những người khác một chút, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like nơi này xếp hàng đều là tam bộ thiên tôn. Hẳn chỉ có tam bộ mới có tư cách xếp hàng ở chỗ này, tam bộ vòng xong mới là nhị bộ, lại nhất bộ. Phó đạo giới đẳng cấp xâm nghiêm, nhị bộ đối với nhất bộ là nghiền ép, tam bộ đối với nhị bộ cũng là nghiền ép, liền có cảnh tượng như vậy. Lăng Hàn là nhất bộ đi xếp hàng chẳng khác gì là phá hư quy củ, khó trách sẽ bị nhằm vào. Nhưng nếu như hắn đã khai chiến, tự nhiên sẽ không quan trọng, liếc về phía hơn 10 tên Tam bộ thiên tôn còn lại. Các ngươi có muốn đánh một trận không? Những Tam bộ thiên tôn kia không có một cái nào trả lời. Cùng Lăng Hàn giao thủ sẽ chỉ thua thiệt, sẽ không kiếm lời chút nào. Vì cái gì? Thắng, Tam bộ đánh nhất bộ thắng không phải chuyện đương nhiên sao, không có chút vinh quang. Nhưng nếu thua, vậy mặt mũi liền ném đến chân trời. Đường đường Tam Bộ Thiên Tôn lại thua Nhất Bộ. Đặt ở trước đó, bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng có sự tình hoang đường như vậy, nhưng bây giờ trong lòng bọn họ dâng lên báo động mãnh liệt. Nhất Bộ này quá yêu nghiệt, dù trước đó vị Tam Bộ kia bởi vì quá coi thường Lăng Hàn, cũng không có vung ra toàn bộ thực lực, nhưng y nguyên không thể mà sát sự thật Lăng Hàn cường đại. Bang, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một bóng người từ đằng xa bay lượn tới, nặng nề rơi vào quảng trường, nhấc lên một đạo sóng xung kích cường đại cho dù là nhị bộ thiên tôn cũng cần toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản, nhất bộ thì trực tiếp bị đánh bay. Là tên tam bộ trước kia, hắn giận đến cực hạn, bị một nhất bộ đánh bay, đây là vô cùng nhục nhã. Người tìm chết, hiện tại mặc kệ lang hàn có bối cảnh gì, cho dù là con trai độc nhất của thất bộ thiên tôn, hắn cũng sẽ không chút do dự xử lý. Ha ha, nói giống như thủ thiên đại ủy khuất vậy. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi hỏi trước một chút, mình có tư cách giận hay không? Chết, Tam bộ thiên tôn kia giết tới, trên tay có một phù văn mơ hồ sáng lên, lần này hắn đương nhiên sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ, thiên tôn ký hiệu, bí pháp đều đồng thời vận chuyển. Lăng Hàn vẫn lấy nộ quyền cùng thập phù đón đỡ, hắn oanh ra một quyền, quyền kinh hóa thành một đại hổ màu trắng, dài chừng mấy trăm trượng, tấn công về phía tam bộ thiên tôn kia. Bang, tam bộ kia huy trưởng đón lấy, nhưng bạch hổ như thực chất, thôi động thân hình của hắn trượt lui, chẳng những thối lui đến vị trí cũ, thậm chí còn lui về phía sau, cho thấy thế yếu tuyệt đối. Những tam bộ kia ánh mắt đều siết chặt, lực lượng của Lăng Hàn mạnh hơn một chút, bọn hắn có thể tiếp nhận, nhưng để bọn hắn không thể tiếp nhận chính là Lăng Hàn cách không một kích liền đẩy lui tam bộ, cái này quá khoa trương. Ít nhất phải là lực lượng tứ bộ mới có thể nghiền ép như thế, nhưng nếu thật là tứ bộ xuất thủ, tên tam bộ kia cũng không phải là bị đánh bay, mà là thân thể bị đánh nổ. Đây không phải lực lượng của Lăng Hàn mạnh đến tình trạng nghiền ép mà là hắn vận chuyển bí pháp hoặc thiên tôn ký hiệu có năng lực diễn hóa thực chất mới có thể mạnh đến mức như thế lăng hàn cũng kinh ngạc không nghĩ tới thập phù còn có hiệu quả như vậy hỏa khí thật lớn a à, lại đến đánh lăng hàn nhìn về phía tên tam bộ kia ngoác ngoác ngón tay tam bộ kia mặt mũi tràn đầy giận dữ muốn nghênh chiến nhưng nghĩ nghĩ mình toàn lực xuất thủ cũng đánh không lại lăng hàn lại ra tay cũng chỉ là tự rước lấy nhục lồng ngực của hắn phập phồng kịch liệt một hồi lâu sau hắn bóp bóp nắm tay quay người đi tới một bên ngồi xuống, không còn lên tiếng. Khẩu khí này hắn nhịn, cái thua thiệt này hắn cũng nuốt xuống. Tam bộ khác nhìn nhau một cái, một người trong đó đột nhiên mở miệng nói. Tiểu Hữu Thiên Phú võ đạo thật sự là kinh người, để chúng ta bội phục, cho nên nguyện ý để tiểu Hữu xếp ở vị trí thứ nhất. A, tốt như vậy, Lăng Hàn nghĩ nghĩ nói. Vậy thì cảm ơn, hắn đi đến phía trước nhất, lặng lặng chờ đợi. Qua mấy ngày, chỉ thấy bóng người lóe lên, nơi này đã thêm một người. Đây là tam bộ thiên tôn, mặt mũi hắn tràn đầy vẻ thất vọng, lắc đầu, lập tức nhanh chân mà đi, không có cùng ai chào hỏi. Vượt quan thất bại rồi, thân hình lăng hàn nhảy lên, đã tiến vào quang môn. Lập tức, hắn phát hiện mình tiến vào một khu vực khác. Có kinh nghiệm ở bạch hổ điện, lăng hàn lập tức liền ý thức được, đây là ý thức của hắn tiến vào một không gian khác, chân thân đã tiến vào cung điện, nhưng nếu hắn vượt quan thất bại, sẽ bị xua ra ngoài, tựa như tên tam bộ vừa rồi vậy hắn quan sát một chút đây là một vùng đất hỏa diễm chu tước thuộc hỏa xuất hiện hoàn cảnh như vậy cũng chẳng có gì lạ bất quá bạch hổ cùng chu tước đều là chủ công chỉ là bạch hổ thuộc kim đại biểu cho sắc bén vô địch không phá mà chu tước đại biểu hỏa diễm không gì không thiêu cháy tốt vậy thì chiến thống khoái oanh hỏa diễm dương động hóa thành một chữ giết ở bạch hổ điện là vĩnh viễn không thể lui ra phía sau mà tới nơi này thì biến thành một chữ giết đơn giản phải giết tới hôn thiên ám địa cỡ nào. Bang, 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 đại địa chấn động, phía trước xuất hiện một kim nhân vô cùng to lớn, cao chừng trăm trượng, phảng phất như kim loại đúc thành, không mắt không miệng, trên mặt chính là một khối bạch bản. Nó rất nhanh liền đuổi tới, trực tiếp vươn tay ấn về phía Lăng Hàn. Nó quá khổng lồ, một kích này đè xuống giống như một ngọn núi nhỏ rơi đập, kim quang tràn động. Lăng Hàn thét dài một tiếng, phát động nổ quyền nghinh tiếp, hắn còn không có thúc đẩy nổ quyền đến tam bộ đang cần chiến đấu cường độ cao đến để thăng quyền ý. Bành, hắn nghênh tiếp một kích này, thân hình của kim nhân nhất thời chấn động, trong nháy mắt liền tan rã, hóa thành vô số mảnh vỡ. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một nháy mắt mà thôi, những mảnh vỡ này liền lập tức ngưng tụ, một lần nữa hợp thành thân thể của nó. Oanh, kim nhân này lại một kích đập qua, a, à, đánh không chết, lang hàn lại nổi lên một quyền, lần nữa đánh bay kim nhân, bành, thân ở giữa không chung, kim nhân này lại bị chấn nát, nhưng đồng dạng, nó lại lập tức phục hồi như cũ. Lăng Hàn nhướng mày, mặc dù Kim Nhân vẫn bị hắn một chiêu miểu sát, nhưng lực lượng của nó lại tăng lên. Lần đầu tiên là nhất bộ, nhưng bây giờ chính là nhị bộ. chương 3173, Chu Tước ký hiệu. Oanh, Kim Nhân lần thứ ba đánh tới, vẫn một trưởng từ trên trời hạ xuống, Kim Quang thiểm động, muốn sinh sinh đập chết Lăng Hàn. Lăng Hàn ra quyền đón lấy, banh, vang vọng to lớn, Kim Nhân đúng là đỡ được một kích này của Lăng Hàn. Lực lượng tam bộ, banh banh banh, song quyền của kim nhân bạo động, không ngừng công kích lăng hàn, tốc độ nhanh đến mức kinh người, như bài sơn đảo hải. Đây là chậm rãi thích ứng lực lượng người khiêu chiến, hay mỗi bị giết chết một lần, lực lượng của nó sẽ tăng lên một cấp độ, nếu có thể một mực tiếp tục tăng lên, vậy làm sao giết? Lăng hàn trước không cần quan tâm nhiều, không ngừng công kích đối phương, hắn còn không có tăng nộ quyền lên tới tam bộ, không ngại ở trên thân gia hỏa này hảo hảo ma luyện. Hai người đại chiến Kim nhân này công kích có chút máy móc, có chút xáo lộ, bởi vậy, chỉ nửa nén hương thời gian, nó liền bị lăng hàn một quyền đánh vào ngực, trực tiếp đánh ra một lỗ thùng. Nó rất nhanh liền khôi phục lại, song quyền vung nện, lực lượng thình lình lại tăng lên một chút. Còn tốt, lần này tăng lên biên độ cũng không lớn, cũng không có một cước bước vào tứ bộ, mà có chút tương đương lăng hàn. Cái này khiến chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt, nhưng lăng hàn dù sao cũng là người chân chính, một nén hương sau, hắn lần nữa tìm được một sơ hở, oanh sát kim nhân. Không ngoài dữ liệu, nó tự nhiên lại khôi phục, chiến chiến, mỗi lần bị lăng hàn giết, kim nhân liền sẽ tăng cường một chút, để nó trở nên càng ngày càng khó giết. Như thế phù hợp tâm ý luyện quyền của lăng hàn, hắn cũng cần một đối thủ có thể chống lại mình, bạch hổ điện là địch nhân số lượng nhiều, mà ở đây thì đủ mạnh. Giết giết giết, hắn từng lần một giết chết kim nhân, nhưng kim nhân cũng đang trở nên càng ngày càng mạnh, phản kích càng ngày càng lăng lệ. Một năm, 10 năm, trăm năm, hơn 700 năm sau, mặc dù Lăng Hàn còn có thể giết chết Kim Nhân, nhưng cần thời gian càng ngày càng dài, hơn nữa mình cũng phải trả giá rất lớn. Mấu chốt là, mỗi lần Kim Nhân bị oanh sát sẽ lập tức phục hồi như cũ, căn bản không cho Lăng Hàn cơ hội khôi phục, lần một lần hai không có việc gì, nhưng mấy chục lần, hơn trăm lần, Lăng Hàn áp lực lớn như núi. Lăng Hàn tin tưởng, cửa này tuyệt không phải sự tình kiên trì bao lâu, nếu không chỉ cần cùng Kim Nhân thực lực còn không có mạnh như trước đó chiến đấu là được rồi cửa này ý chính là giết phải giết bao nhiêu lần mới tính hợp cách lang hàn không biết hắn chỉ một lần lại một lần giết kim nhân có lẽ lần giết này liền có thể quá quan có lẽ còn muốn một trăm lần một ngàn lần một vạn lần đây thật là không có một hy vọng nào giống như ở bạch hổ điện rất dễ dàng để cho người ta đánh mất đấu trí từ đó từ bỏ lang hàn không có ý chí chiến đấu của hắn là bất luận kẻ nào cũng khó có thể tưởng tượng hắn từng lần một ma luyện nộ quyền sau mười mấy vạn năm hắn có một loại cảm giác, mình gặp phải một cửa đột phá. Nếu có thể nhảy qua, nộ quyền liền có thể tăng lên tới tam bộ. Vậy thì chiến thống khoái, hắn thét dài một tiếng, điên cuồng xuất thủ, bành bành bành, rất nhanh kim nhân liền bị hắn oanh sát, nhưng mà, nó lập tức ngóc đầu trở lại, trở nên càng thêm đáng sợ. Lăng Hàn muốn chính là đối thủ mạnh, không đủ cường đại, hắn rất khó đột phá bản thân. Tới đi, bành, nhưng mà, lần này chiến lược của kim nhân đã đến gần vô hạn tứ bộ, trái lại áp chế Lăng Hàn, một quyền đối oanh, Lăng Hàn chỉ cảm thấy hai tay run lên đau xót, xuất hiện uốn cong không thể tưởng tượng nổi. Cánh tay của hắn đoạn mất, nhưng hắn lại không hừ một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ, lực lượng quán chú, hai tay cưỡng ép thẳng tắp, lần nữa cùng kim nhân đối oanh. Hắn gầm thét, lực lượng sôi trào, chiến ý như ca. Bành bành bành, hắn liên tiếp oanh mấy ngàn quyền, lập tức đánh nổ kim nhân. Hắn cười ha ha, nổ quyền rốt cục đạt đến tam bộ, mới khiến cho hắn đại phát thần uy. Nhưng mà, hắn nhìn hai tay của mình, hai nắm đấm đều không có, đây là ở trước đó kịch liệt va chạm sinh sinh ma diệt. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, hai tay lập tức trùng sinh. Bất quá, lần này kim nhân kia không tiếp tục sống lại. Hả, Lăng Hàn sững sờ, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực dẫn dắt, ông, hắn xuất hiện ở trong một cung điện. Oanh, lực lượng trong cơ thể sôi trào, để hắn có một loại cảm giác tân sinh. Hắn quá quan, cho nên thần hồn về tới thân thể, dẫn lực lượng bạo động. Lăng Hàn nội thị bản thân, Tu Vi lại có tăng lên nhất định, nhưng lần này hắn chỉ là ở thế giới tinh thần vượt qua mười mấy vạn năm, thời gian hiện thực tự nhiên không bao lâu, bởi vậy Tu Vi của hắn tăng lên chỉ có một chút như vậy. Lăng Hàn cũng không thèm để ý, bởi vì nộ quyền đã đạt tới tam bộ, xứng với chiến lực của hắn. Hơn nữa, nộ quyền là võ đạo của hắn, so với bất luận thiên tôn bảo thuật nào cũng đều tốt hơn, Lăng Hàn tin tưởng đây là thiên tôn thuật tốt nhất với hắn. Ông, phía trước đột nhiên xuất hiện một khối xương cốt màu vàng kim, đây là một khối xương trậu, phía trên y nguyên có ký hiệu mơ hồ. Truyền thừa tới, Lăng Hàn đưa tay đi sờ, oanh, lập tức, một tự phù chấp động, như vô số hỏa diễm đang thiêu đốt, như muốn hóa thức hải của hắn thành biển lửa. Thanh âm của tứ tượng thiên tôn vang lên lần nữa, giống như ở trong bạch hổ điện. Lăng Hàn bắt đầu phỏng đoán ký hiệu này, cái này cần thời gian rất lớn. Một vạn năm đi qua, hắn mới đứng dậy, trên mặt tươi cười. Thập nhất phù, thành, ra chỉ ký hiệu này, tốc độ tu luyện của Lăng Hàn có thể tăng lên gấp 17 lần, tương đương thập phù. Tứ tượng thiên tôn nói, bốn phù hợp nhất, có thể tìm hiểu ra một môn bí pháp của hắn, bất quá, nữ tử thần bí kia có thể xông qua bạch hổ điện, cái kia nói không chừng cũng có thể thông qua thanh long điện, huyền vũ điện, ân, từ phương hướng lúc trước nàng đi, nàng đi hẳn là thanh long điện. Nếu như nàng cầm đi thanh long ký hiệu, vậy coi như ký hiệu huyền vũ điện còn lại bị ta đoạt được, ta cũng không có khả năng mộ ra môn bí pháp kia. Đáng tiếc, đáng tiếc, Lăng Hàn lắc đầu, mặc dù Thiên Tôn ký hiệu này có thể tự hành dứt bỏ, nhưng đó là phải chém dụng một góc thức hải làm đại giá, đối với Thiên Tôn cũng là đại thương, mặc kệ hắn bỏ ra cái giá gì, đoán chừng đối phương cũng không có khả năng đưa thanh long ký hiệu cho hắn. Chương 3174, đệ nhất thiên tài. Lại nói, người ta là tứ bộ, hơn nữa là tứ bộ vô cùng cường hoành, nếu hắn thật dám như thế, nói không chừng người ta trái lại luyện hóa hắn, đồng dạng có thể đạt được tứ tưởng ký hiệu, đạt được môn bí pháp kia. Đi huyền vũ điện, lang hàn đứng dậy, tìm kiếm lối ra, hắn lập tức rời đi, sau đó phân biệt phương về, bước về phía huyền vũ điện. Không bao lâu, hắn liền thấy nấm mổ thứ ba. Hắn tiến vào, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy trên quảng trường cực lớn vẫn tụ tập rất nhiều người, rất giống bạch hổ điện, mọi người không có xếp hàng, mà top 5 top 3 phân tán, nhìn về phía cổng cung điện. Nơi đó lại có người phong cửa, lang hàn thở dài, làm sao luôn có người thích kiếm chuyện như vậy. Hắn tìm người hỏi một chút nguyên lai like đây cũng không phải là nhóm người đầu tiên phong cửa sớm ở ba vạn năm trước nơi này liền có cường giả tứ bộ phong cửa nhưng theo đệ tử hậu nhân của bọn hắn đuổi tới từng cái thử qua đều không cách nào quá quan những tứ bộ này cũng đành chịu rời đi đổi một cung điện khác thử xem nhưng mà nhóm người này đi không qua mấy ngàn năm lại đổi một nhóm cường giả tứ bộ phong cửa bọn hắn cũng có hậu nhân đệ tử muốn đi qua lăng hàn lắc đầu thật đúng là không dứt cái này cũng có thể thấy được thiên tôn ký hiệu chân quý tứ bộ không thể tự thu hoạch được nhưng có thể gửi hy vọng ở trên thân hậu nhân đệ tử thậm chí có thể ở sau khi bọn hắn đạt được lại sinh sinh rút ra ở dưới thiên tôn ký hiệu dụ hoặc có cái gì không thể vứt bỏ ở trong lòng lăng hàn thân tình là trọng yếu nhất nhưng ở trong mắt phần lớn thiên tôn thực lực tăng lên mới là sự tình bọn hắn cân nhắc duy nhất lăng hàn đưa mắt nhìn hắn đang tìm bình tinh hải có thể lại hố đối phương một lần hay không hắn tìm một vòng không khỏi thở dài. Không có a, à, nếu bình tinh hải biết, đoán chừng sẽ không ngừng chửi mẹ, người thật đúng là ỷ lại vào ta. Làm sao bây giờ, liên tiếp xông qua hai cửa, đạt được hai thiên tôn ký hiệu truyền thừa, Lăng Hàn tin tưởng mình nhất định có thể đạt được thiên tôn ký hiệu ở huyền Vũ Điện, nhưng vào không được. Vậy thì đừng nói, hắn vắt hết óc nghĩ, nhưng lần này tứ bộ phong cửa thình lình đạt đến bảy vị, dù bình tinh hải thực sự tới, lại bị hắn lắc lư, hắn muốn đục nước béo cò sát xuất thành công y nguyên gần như là không lại nói trải qua một lần bình tinh hải sẽ còn ngã quỵ một lần người ta không có ngô xuẩn như thế a à. trước chờ một chút lăng hàn ở một bên khoanh chân ngồi xuống hắn là tuyệt không buông tha đạt được thiên tôn ký hiệu lần ngồi xuống này chính là hai năm thời gian trong lúc đó tới tới đi đi rất nhiều người có chút người cũng không biết làm sao rời đi có chút người mới thị ỷ vào bối cảnh sư môn gia tộc muốn đi lên cầu xin nhưng đều bị cự tuyệt không người nào có thể tiến vào cung điện trong lòng lăng hàn hơi động bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lại có người tới, đây là một đại nhân vật, trên thân tản ra khí thế đáng sợ, ở quanh thân hắn háo thành hỏa diếm cuốn lên. Con mắt lang hàn không khỏi khẽ hít một cái, đó là người quen biết cũ. Trang phi thủy, thiên tôn ký hiệu xuất thế, dù có người nhận được tin tức chậm, nhưng chỉ cần nhận được tin tức, khẳng định sẽ tới nhìn xem. Gần như trăm vạn năm thời gian trôi qua, khí thế của trang phi thủy càng trầm ổn, đáng sợ, hiển nhiên chiến lực lại có tiến bộ tương đương hắn là kỳ tài ngất trời lúc trước có danh sưng thiên tài mạnh nhất chỉ là về sau thân hãm tầng thứ hai tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết lại có lâm u liên tân khí hổ hoành không xuất thế hắn mới bị dần dần lãng quên nhưng cái này cũng không thể phủ nhận sự cường đại của hắn hiện tại tuyệt đối là bá chủ trong tứ bộ ít có người có thể cùng hắn địch nổi hắn từng bước một như lôi động trực tiếp bước về phía đại môn của cung điện ánh mắt của lăng hàn sáng lên đó là cơ hội hắn lặng yên mà động nhưng cực kỳ cẩn thận bởi vì chỉ cần để trang phi thụy phát hiện mình vậy đối phương khẳng định sẽ trước tiên chấn áp hắn đạo hữu dừng bước một tứ bộ đưa tay nhấn một cái cút trang phi thụy vô cùng bá khí trong tứ bộ hắn không cần để ý tới bất luận kẻ nào không quen nhìn trực tiếp xuất thủ hắn là vô địch ngươi quá mức lại có một tứ bộ nói không lăn vậy thì đánh bay các ngươi trang phi thụy trực tiếp xuất thủ giết về phía bảy tên cường giả tứ bộ kia lớn mật bảy tên tứ bộ kia đều tức giận người cũng quá cuồng đi. Có thể dảo bước tiến lên thiên tôn, cái nào không phải kỳ tài ngút trời, đã không có vương giả, đế giả phân chia, tu vi hoàn toàn tương tự, như vậy chiến lực hẳn là tương đương. Người một cái muốn đánh bảy cái, không phải tìm đánh sao. Bảy vị cường giả tứ bộ ai cũng ngử lạnh, chân áp về phía trang phi thủy. Banh banh banh, tám người đại chiến, sau đó để đám người mở rộng tầm mắt, giật nảy cả mình chính là, trang phi thủy chẳng những không có rơi vào hạ phong, ngược lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Làm sao có thể, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bảy vị tứ bộ, hơn nữa đều là tứ bộ đỉnh phong, liên thủ thế mà không phải đối thủ của một tứ bộ. Phải biết, Trang Phi Thụy nhiều nhất chỉ là tứ bộ trung kỳ, khả năng còn không có đạt tới, chiến lược làm sao lại mạnh như vậy. Thiên tài vô thường, có người run giọng nói, người kia là ai, ha ha, các người ngay cả hắn cũng không biết. Trang Phi Thụy, đệ nhất thiên tài của mấy kỷ nguyên trước. Cái gì, lại là hắn ta làm sao nghe nói hắn đã sớm chết, đúng, ta cũng nghe nói hắn chết, cái gì chết rồi, lúc trước người ta chỉ là tam bộ, nhưng bị vây ở tuyệt địa của ngoại vực chiến trường mấy kỷ nguyên, chẳng những không có vẫn lạc, ngược lại tiến thêm một bước, bước vào tứ bộ. T, đây cũng quá nhiều bước đi, không hổ là đệ nhất thiên tài, đám người nhao nhao kinh hô, thời điểm bọn hắn sợ hãi thán phục, trang phi thủy cũng dễ như trở bàn tay oanh bại toàn bộ bảy tên tứ bộ. Ở nhất bộ tu ra mấy chục lực lượng vị diệt, dạng ưu thế này sẽ vĩnh viễn bảo trì ở bất luận tầng nào, chỉ là cảnh giới càng cao, ưu thế sẽ suy yếu. Không có cách, ngoại trừ lăng hàn, những người khác chỉ ngưng tụ lực lượng vị diện thành hạch tâm, có cực hạn trưởng thành. Trang Phi Thụy nhìn quanh tứ phương, lộ ra không ai bị nổi. Hắn có dạng tư cách này, bởi vì hắn là đệ nhất thiên tài, cùng giai vô địch, ai dám tranh phong. Dám thúi, chương 3175, căn bản không thể so sánh một. Lăng Hàn thầm nói một câu, gia hỏa này đại khái quên chàng cảnh đánh nhau cùng cấp bị mình đánh đập a. bất quá không có cảnh giới áp chế, trang phi thụy sắc thực mạnh đến mức rối tinh rối mù, ngũ bộ không ra, ai có thể chấn áp hắn? hưu một bóng người từ cửa vào tiến đến, hiện ra một đường cong yêu mỹ đến tột đỉnh. đây là một mỹ nhân tuyệt sắc, dù mọi người ở đây đều là thiên tôn, nhưng chợt thấy được nàng vẫn có một loại cảm giác ngạt thở. ánh mắt lang hàn lại siết chặt cái này rõ ràng là nữ tử thần bí trong bạch hổ điện kia cường đại đến không thể tưởng tượng nổi nàng đã thu được truyền thừa của thanh long điện sao khẳng định là vậy không thì không có khả năng hao phí thời gian lâu như vậy mới tới mỹ nhân tuyệt sắc kia nhẹ bước liên tục nhìn như dưới chân bồng bềnh vô cùng tiêu sái, nhưng tốc độ lại tương đối nhanh rất nhanh liền tới gần cửa cung điện ừm trang phi thụy nhìn sang lộ ra vẻ bất mãn hắn xác thực rất thưởng thức người đẹp này nhưng ngươi không biết đi trước đến sau sao, sao hắn vừa mới đánh ác bá ngăn cửa xong, người một câu không nói liền muốn chiếm tiện nghi. Hắn đưa tay cản lại, đạo hữu người không cảm thấy trước trưng cầu ý tứ của bản tôn một chút sao. Nữ tử thần bí kia dưới chân hơi ngừng lại, thượng cổ di tích, cũng không phải là nhà ai mở, tại sao ta phải hỏi ý tứ của ngươi. Ánh mắt của Trang Phi Thụy mãnh liệt, đạo hữu người quá mức, hắn từ trước đến nay bá đạo, dù nữ tử này tuyệt sắc vô song lại như thế nào, làm trái ý tứ của hắn, hắn đồng dạng sẽ vô tình chân áp. Cơ hội tới, Lang Hàn lặng yên mà đi, hắn biết nữ tử thần bí này vô cùng cường đại, chỉ ít không kém Trang Phi Thụy, nếu hai người khai chiến, chính là cơ hội tốt nhất để hắn tiến vào cung điện. Mỹ nhân tuyệt sắc kia hoàn toàn không để ý tới Trang Phi Thụy, nhẹ bước liên tục, trực tiếp mà đi. Hừ, Trang Phi Thụy xuất thủ, bắt về phía mỹ nhân tuyệt sắc. Bành, mỹ nhân tuyệt sắc nhẹ nhàng vung tay lên, nhưng lực lượng vô cùng đáng sợ phun trào, chỉ thấy Trang Phi Thụy trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt liền biến thành một điểm nhỏ không thấy được tất cả mọi người cứng họng giống như gặp quỷ giả ha trang phi thụy đã cường đại như vậy lấy sức một mình liền chân áp bảy tên tứ bộ nhưng đối mặt mỹ nhân tuyệt sắc này lại căn bản không phải đối thủ nữ tử này là quái vật gì a à? lang hàn cũng sướng sờ hắn biết nữ tử này rất mạnh nhưng mạnh đến mức này lại là hắn không nghĩ tới mặc dù làm ra hành động vĩ đại nhưng mỹ nhân tuyệt sắc lại không thèm để ý phảng phất như chỉ phủi cho bụi mà thôi nàng ngược lại đưa mắt quét qua rất nhanh liền khóa chặt ở trên thân lăng hàn lăng hàn lập tức có một loại cảm giác chuột bị mèo để mắt tới để hắn khắp cả người phát lạnh nữ tử này quá mạnh làm gì lén lén lút lút nữ tử này nói còn nhìn về phía quang môn làm tư thế xin mời lăng hàn kinh ngạc người không sợ ta vượt lên trước đạt được thiên tôn ký hiệu sao bất quá người ta đã mời như thế hắn có ý tứ lùi bước sao hắn nhanh chân mà đi đi về phía quang môn lăng hàn Trang Phi Thụy đã từ phương xa bay vụt trở lại, hắn lập tức cắn răng nói, hắn là tứ bộ, một chút liền có thể nhìn thấu lăng hàn ngụy trang. Hắn muốn xuất thủ, nhưng ánh mắt mỹ nhân tuyệt sắc kia đã nhìn sang hắn, lập tức để hắn ngạnh xanh ngưng lại động tác. Đối phương là tứ bộ đỉnh phong, hơn nữa so với hắn còn muốn yêu nghiệt, không biết ngưng tụ bao nhiêu lực lượng vị diện, tuyệt không phải hắn có thể địch nổi. Nếu như hắn tiến lên chiến một trận, kia là tự dước lấy nhục. Ghê tẩm A, trên người người này có thiên tôn ký hiệu, hắn tình thế bắt buộc, hơn nữa còn để hắn mất hết thể diện, nếu hắn không giết Lăng Hàn, chính là sỉ nhục cả đời nương theo hắn. Lăng Hàn đi tới, cười nói, cô nương muốn cùng ta so tài một chút, không nghĩ tới mỹ nhân tuyệt sắc kia thật đúng là nhẹ gật đầu. Không sai, được, Lăng Hàn hào sảng đáp ứng, người ta nữ tử cũng có hào khí như vậy, rõ ràng có thể đuổi hắn đi, chỉ ít cũng có thể chiếm tiên cơ, lại cho hắn một cơ hội cạnh tranh công bằng. Hắn còn không dám ứng chiến, vậy cũng uổng là nam nhi hai người cùng nhau cất bước, hưu, bọn hắn tiến vào quang môn. Mỹ nhân tuyệt sắc vừa đi, mọi người mới hoàn hồn, từ trong khí tức một ngạt đi ra. Nữ tử này, đến tột cùng là ai? Có người thì thảo nói, cũng quá mạnh đi, ngay cả Trang Phi Thụy là đệ nhất thiên tài cũng có thể một trưởng vỗ bay. Trên đời này thật có hạng người như vậy sao? Bầu không khí một ngạt dần dần biến mất, tất cả mọi người tràn ngập tò mò, nữ nhân cường đại như vậy đến tột cùng là ai? Các người thật muốn biết nàng là ai? đột nhiên có người nói, tiếng nói ung dung, lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn sang, ngay cả Trang Phi Thủy cũng không ngoại lệ, hắn quá muốn biết thân phận của nữ tử này. Nàng A, chính là Lâm U Liên, T, toàn trường hít một ngụm khí lạnh, nếu như nói Trang Phi Thủy chỉ là đệ nhất thiên tài ở thời đại của hắn, như vậy Lâm U Liên chính là vạn cổ thiên tài nhất, có thể cùng nàng địch nổi chỉ có tân khí hổ, đương nhiên, về sau lại thêm một ngô hạo dương. So sánh với nhau, Trang Phi Thủy căn bản không có ý nghĩa. Lâm U Liên, không nghĩ tới nàng chẳng những thực lực mạnh đến mức kinh thiên động địa, ngay cả dung mạo dáng dấp cũng đẹp như thế. Nếu ta cưới được nàng, có người bắt đầu ý nghĩ kỳ quái, vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, danh phù kỳ thực, ngay cả trang phi thủy cũng không lời nào để nói, lâm u liên cũng không chỉ là cảnh giới hơi cao hơn hắn, thiên phú võ đạo càng hơn xa, đối mặt loại tồn tại này hắn ngoại trừ chịu phục ra còn có thể làm gì. Dạng tuyệt lệ thiên kiêu này, ai có thể ôm vào trong ngực. Trang phi thủy một cước bước ra, không chút do dự tiến vào quang môn. Thiên phú, thực lực của hắn xác thực không bằng lâm u liên, nhưng cơ duyên, cũng không phải thực lực mạnh liền nhất định có thể đạt được. Lang Hàn phát hiện mình lại ở vào một vùng bình nguyên, nhưng bên cạnh không có mỹ nhân tuyệt sắc kia tồn tại. Đây là thế giới tinh thần, không có đối phương tồn tại rất bình thường, hiện tại thân thể song phương hẳn là ở trong đại điện. Bên cạnh có một lá cờ, phía trên chỉ viết một chữ thủ. Lang Hàn biết, đây là huyền vũ điện, cho nên khảo nghiệm khẳng định là phòng ngự chương 3176, căn bản không thể so sánh hai. Là cái gì đây, hả, tâm hắn có báo động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong bầu trời có một mảng lớn thiên thạch rơi xuống, đập về phía hắn. Thật sự là một mảng lớn, phô thiên cái địa, không chỗ có thể trốn. Hắn vội vàng vận chuyển nộ quyền, nhìn trời đánh tung. Bành bành bành, từng khối thiên thạch vỡ vụn, còn chưa xuống đến trước người hắn liền bị chấn nát. Vòng thứ nhất công kích, giải quyết tốt đẹp, nhưng ngay sau đó, lại là một mảng lớn thiên thạch đánh xuống lần này uy thế mạnh hơn lang hàn nghĩ đến chu thước điện khảo nghiệm hắn biết công kích này khẳng định là từng bước tăng lên đang tìm cực hạn của hắn sau đó ở trong phạm vi cực hạn của hắn cuồng oanh loạn tạc đây mới gọi là khảo nghiệm chân chính hắn nhẹ nhõm hóa giải một đợt này nhưng sau mấy đợt thiên thạch rơi xuống cực hạn của hắn cũng bị bước ra lần này coi như hắn lấy nộ quyền oanh kích cũng không cách nào hoàn toàn hóa giải còn có đại lượng thiên thạch cuồng rơi khiến cho hắn vận chuyển ra bất diệt thiên kinh tới đối cứng đây mới là ý nghĩa khảo nghiệm của huyền vũ điện chịu đánh ầm ầm càng nhiều thiên thạch rơi xuống hóa thành hạo kiếp vô tận lang hàn hào hùng đại phát hắn không tin mình sẽ không chặn được đến thiên thạch hóa thành mưa một đợt lại một đợt cần toàn lực chống đỡ ở trước mặt công kích như vậy lang hàn cũng không có tư cách hoàn thủ chỉ có thể vận chuyển bất diệt thiên kinh trọi cứng bất quá bất diệt thiên kinh chỉ là nhất bộ sáng tạo có tính hạn chế to lớn, nhưng từ góc độ phòng ngự mà nói, còn có cái gì tốt hơn bất diệt thiên kinh. Lăng Hàn ở trong bị đánh cũng đang tiến hành minh ngộ, cải tiến bất diệt thiên kinh, lấy thích ứng chiến lược hiện tại của hắn. Âm âm, mưa thiên thạch phảng phất như không có thời điểm ngừng, từng cơn sóng liên tiếp, muốn sinh sinh xua nát Lăng Hàn. Đây là địa phương cực kỳ chán ghét, nếu như biết cần chống đỡ bao nhiêu sóng liền có thể kết thúc, vậy ít nhất còn có một hy vọng, nhưng bây giờ thì sao? Khả năng sau đợt tiếp theo sẽ kết thúc, cũng có thể phải khiêng mấy vạn lần, đủ để cho người ý chí kiên định từ bỏ. Lăng Hàn cắn răng kiên trì, đây cũng không phải là chiến đấu, mà là bị đánh, cùng võ đạo của hắn không hợp, nhưng vì viên thiên tôn ký hiệu kia, càng vì thử tính bền dẻo của mình, hắn không muốn lùi bước. Thời gian không ngừng đi qua, Lăng Hàn ở trên Bất Diệt Thiên Kinh nghiên cứu không ngừng xâm nhập, chỉ là bộ thiên kinh này cũng không phải hắn sáng tạo, còn lâu mới tăng nhanh như nộ quyền. Lần này, Lăng Hàn dựa vào thật sự là ý chí, hắn không ngừng gầm thét từng khối thiên thạch nện ở trên thân, đau nhức a. À. Một ngàn năm, một vạn năm, mười vạn năm, thẳng đến qua ba mươi vạn năm, Lăng Hàn đột nhiên chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, sau đó liền xuất hiện ở một địa phương khác. Qua ải, cùng lúc đó, bên cạnh hắn lập tức dương động một cỗ khí tức mãnh liệt, như mưa to gió lớn. Lâm U Liên cũng thông qua được khảo nghiệm, Lăng Hàn không khỏi kính nể, một mỹ nhân tuyệt sắc như thế cũng có thể gánh vác được ba mươi vạn năm oanh kích, ý chí thật sự là kinh người. Không không, trong điện chỉ có hai người bọn họ, Lăng Hàn cũng không ngạc nhiên, cho dù có người nửa đường tiến đến, nhưng không có kháng trụ mưa thiên thạch xung kích, cho nên sớm bị loại. Ông, một khối xương đùi xuất hiện, toàn thân màu vàng kim nhạt, có ký hiệu mơ hồ chấp động. Lăng Hàn vươn tay ra, chạm phải xương đùi. Cùng lúc đó, Lâm U Liên cũng rỗi đầu ngón tay ra, đồng dạng điểm vào xương đùi. Một đạo hào quang bắn ra, xương đùi phát ra hào quang kinh thiên, nhưng đây cũng không phải toàn bộ, thức hải của Lăng Hàn, lâm u liên cũng đi theo phát sáng ông 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 đỉnh đầu của bọn hắn phân biệt bốc lên ba ký hiệu một viên hóa thành bạch hổ một viên hóa thành chu tước một viên hóa thành thanh long mà trong xương đùi bốc ra cũng hóa thành một đầu huyền vũ lang hàn không khỏi khẽ giật mình thiên tôn ký hiệu không phải chỉ có thể truyền lại không thể truyền thừa sao nhưng hắn rõ ràng cảm ứng được viên thanh long ký hiệu kia hắn hoàn toàn có thể nắm giữ đây là tổ hợp ký hiệu lâm u liên mở miệng bốn phù văn cộng minh Liền có thể hiển hóa ra ngoài, nhưng chỉ giới hạn trong thời điểm huyền vũ phù còn không có tiêu tán. Nam dừng một chút, lại tiếp tục nói. Còn không mau mau lĩnh ngộ, thời gian không nhiều. Lăng hàn vội vàng ngưng thần, quản hắn là nguyên nhân gì? Hiện tại hắn trọng điểm chính là nắm giữ hai ký hiệu thanh long, huyền vũ. Hai người đều khoanh chân ngồi xuống, vững vàng lạc ấn thiên tôn ký hiệu ở trong thức hải. Ba ngày sau, xương đùi màu vàng hóa thành vô số lấm ta lấm tấm, biến mất. Bất quá Lăng Hàn lại lộ ra vẻ hài lòng, hắn đã lạc ấn hai thiên tôn ký hiệu Thanh Long, huyền vũ vào trong thức hải. Hắn không dám khinh thường, lại bắt đầu phỏng đoán. Lâm U Liên cũng giống như vậy, lượng nhiệm vụ của nàng càng lớn, muốn lĩnh ngộ là ba ký hiệu. Thời gian lặng lẽ trôi qua, rất nhanh chính là hai vạn năm sau. Lăng Hàn mở hai mắt, tứ tượng ký hiệu, hắn đã nắm giữ toàn bộ. Một ký hiệu có thể tăng lên 17 lần tốc độ tu luyện, đối với chiến lược tăng lên cũng giống như vậy, nhưng bốn ký hiệu lại có thể đồng thời vận chuyển ở trong chiến đấu, cái này quá đáng sợ, để lực lượng của hắn báo tố lên 39 lần. Đây là có chuyện gì? Nếu bốn ký hiệu có thể trồng lên, cái kia không phải là 68 lần sao? Cái 39 lần này là có ý gì? Hơn nữa, hiệu quả của thiên tôn ký hiệu là không thể trồng lên, mặc kệ vận chuyển bao nhiêu viên, chân chính có thể phát huy uy lực, chính là một viên mạnh nhất. Đây cùng tổ hợp ký hiệu có quan hệ, Lăng Hàn nghĩ đến Lâm U Liên trước đó nói, ở trong lòng khẳng định, chỉ là bây giờ người ta còn đang nhắm mắt minh tưởng, hắn không có khả năng tỉnh lại đối phương hỏi thăm, đánh gãy đối phương lĩnh ngộ, sẽ kết xuống đại thù. Hơn nữa, tựa hồ Lâm U Liên đã sớm ngờ tới bọn hắn cộng đồng mở ra thiên tôn ký hiệu thứ tư, sẽ để cho hai người bọn họ nắm giữ tứ tượng phù. Cho nên đối phương mới có thể cố ý triệu hắn chung một chỗ tiến vào quang môn, đồng thời tiếp nhận khảo nghiệm hoàn toàn đồng bộ. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, quyết định tiếp tục bế quan chờ Lâm U Liên, hắn muốn hỏi thăm tinh tường hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, bởi vì tứ tượng thiên tôn nói, nắm giữ bốn ký hiệu, có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra một môn tuyệt học. chương 3177, tổ hợp ký hiệu. Hắn bắt đầu thôi diễn, rất nhanh hắn liền có đầu mối, chậm chạp tiến bộ. Sau 9.000 năm, Lăng Hàn bỗng nhiên đứng dậy, sau đó đấm ra một quyền, oanh, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ đều hiện, tấn công về phía trước. Tứ tượng hóa hình, uy lực tăng vọt, Lăng Hàn lại đồng thời vận chuyển tứ tượng ký hiệu, lần thứ hai vung quyền lúc này dị tượng càng thêm kinh người bốn thần thú đều hóa thành thực chất có khí thế hủy thiên diệt địa thước bí pháp này cùng tứ tượng ký hiệu đồng thời vận chuyển uy lực thật sự là kinh người lang hàn cực kỳ bội phục đây là một vị ngũ bộ thiên tôn sáng tạo tuyệt học chỉ ít có thể dùng đến thời điểm chiến lược ngũ bộ bất quá ta chân chính dựa vào là nộ quyền tuyệt không thể vứt bỏ lang hàn một bên luyện quyền một bên chờ lại một ngàn năm đi qua lâm u liên cuối cùng từ trạng thái minh tưởng tỉnh lại có vấn đề gì cứ hỏi đi, có thể trả lời ngươi, ta sẽ tận lực trả lời. Nữ tử này câu nói đầu tiên là nói như thế, tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Lăng Hàn. Nữ nhân thông minh như vậy thật không tốt, sẽ để cho nam nhân rất không có cảm giác thành tựu. Lăng Hàn cười ha ha, xin hỏi cô nương, cái gì là tổ hợp ký hiệu? Theo gia phụ thống kê, thiên tôn ký hiệu hết thảy có 999 viên, nếu có thể hoàn toàn nắm giữ, hình thành danh sách, như vậy mỗi một viên ký hiệu đều có thể cộng minh, phát huy ra lực lượng không cách nào tưởng tượng. Lâm U Liên nói, nàng có chút dừng lại, lại nói, bất quá, coi như không có nắm giữ toàn bộ những ký hiệu này, có ký hiệu liền nhau, lại như cũng có thể sinh ra cộng minh, hình thành lực lượng tăng phúc, chỉ là hiệu quả sẽ kém một chút. Lăng Hàn A một chút, gật gật đầu, khó trách thời điểm hắn đồng thời vận chuyển tứ tượng phù, lực lượng không phải tăng lên gấp 17 lần, mà là 39 lần. Hắn khẽ giật mình, nếu có thể được đến ký hiệu liền nhau, như vậy chiến lực không phải có thể tăng lên 50 lần, gấp trăm 100 lần, một ngàn lần sao. Người đoán không sai, Lâm U Liên nói, cho nên, coi như nắm giữ số lượng thiên tôn ký hiệu tương đương, cấp độ tương đương, nhưng một phe là liên tục, một phương khác lại không phải, chiến lực cả hai cũng sẽ xuất hiện khác biệt to lớn. Nàng nhìn lăng hàn một chút, lại nói, đã nói ra, ta liền dứt khoát nhiều lời một chút. 999 thiên tôn ký hiệu, tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi cái cấp độ đều là 111 ký hiệu. Gia phổ tiến hành sắp xếp, thiên tôn ký hiệu cấp độ thứ nhất, đối với chiến lược tăng lên đại khái gấp 4 đến 10 lần. Cấp độ thứ hai, 11 lần đến gấp 20 lần. Cứ thế mà suy ra, tầng thứ 9 liền đạt đến 81 đến 90 lần. Bất quá, đừng tưởng rằng ký hiệu cấp bậc thấp không ra gì. Lâm U Liên nghiêm túc nói, bởi vì thiên tôn ký hiệu có tính liên tục cùng tính tổ hợp, tuyệt đối không thể không để mắt đến bất luận một viên thiên tôn ký hiệu gì. Hơn nữa, liền xem như ký hiệu cấp bậc thấp, chỉ cần có thể tổ hợp, chung một chỗ vận chuyển, uy lực cũng không thể khinh thường. Lăng Hàn gật đầu, hôm nay hắn thật sự là được bổ sung tri thức. Trong lòng hắn đối với thân phận của Mỹ nhân tuyệt sắc này càng thêm hiếu kỳ, đến cùng là lai lịch gì, làm sao lại biết nhiều bí ẩn như vậy. Hắn nhịn không được hỏi, xin hỏi cô nương, chúng ta có phải trước đó gặp qua hay không? Đường đường tứ bộ, hơn nữa còn có thể nghiền ép trang phi thủy, vì sao lại đối với hắn khách khí như thế? Lâm U Liên cười nhạt một tiếng, gia phụ cùng gia huynh đối với Lâm huynh đều cực kỳ xem trọng. Lăng Hàn sững sờ, đột nhiên trong lòng dâng lên một suy đoán. Ngươi là Lâm U Liên, ngoại trừ thiên chi kiều nữ này ra, còn có ai có thể một chiêu trấn áp trang phi thủy? Ngoại trừ Lâm Lạc, còn có mấy người có thể biết nguyên thế giới tổng cộng có 999 thiên tôn ký hiệu. Biết loại bí mật tổ hợp ký hiệu này, Lâm U Liên cười nhạt một tiếng, không sai, quả thế, Lăng Hàn gật gật đầu, trong lòng thì thở dài hắn lại thiếu lâm ra một nhân tình. Lăng huynh, suy đoán của ngươi đã được Chu Hằng sư huynh nói cho gia phụ, kỳ thật gia phụ cũng có ý nghĩ như vậy, chỉ là ai cũng không phải cuồng loạn, không có khả năng biết nó đến tột cùng có thể làm đến mức nào. Lâm U Liên nghiêm túc nói, gia phụ để cho ta chuyển cáo Lăng huynh một câu, cố gắng tu hành, vĩnh trèo núi cao, tương lai ngươi hẳn là một khâu trọng yếu bình định cuồng loạn. Lăng Hàn hơi có chút thụ sủng nhược kinh, đường đường thất bộ thiên tôn cư nhiên xem trọng mình như thế, lúc trước thời điểm ở ngoại vực chiến trường lâm lạc liền hết sức coi trọng hắn đưa cho hắn rất nhiều thuận tiện chu hằng sở hạo lâm tiêu dương càng cho hắn rất nhiều trợ giúp hắn có thể cực nhanh đạt tới tiên vương tầng 8, đó cũng là ở lâm gia tu luyện ra thật sự là cảm ơn lâm tiền bối thưởng thức lăng hàn nói nỗ lực a à, ta cũng rất xem trọng ngươi lâm u liên nhìn lăng hàn gật gật đầu trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy cổ vũ nàng dừng một chút đi thôi hai người rất nhanh liền tìm được lối ra sau khi bước ra, đã xuất hiện ở trong một mảnh bình nguyên. Lâm U Liên phất phất tay, thân hình bồng bềnh, đã đi xa. Lăng Hàn không khỏi dâng lên cảm khái, cái này giống như thần thiên, có nam nhân nào có thể để nàng ngừng chân xem xét. Hắn lắc đầu, cái này không liên quan chuyện của hắn, hắn đã có một gia đình để hắn ấm áp. Hắn rời đi cổ mộ, vô luận là thiên tôn ký hiệu hay bí thuật giấu ở trong đó, hắn đều đã đạt được, còn ở lại nơi này làm gì. Hơn nữa, thân phận của hắn đã lộ, khẳng định có cường giả để mắt tới đương nhiên phải lập tức chuồn đi hắn đi tới thiên hạ đệ nhất võ viện gặp được đám người nữ hoàng trước đó liền ước định cẩn thận vạn nhất thất lạc về sau ngay ở chỗ này tụ hợp lần này đoàn người đều không có thu hoạch gì nhưng biết lăng hàn được bốn thiên tôn ký hiệu bọn hắn cũng mừng thay cho lăng hàn đáng tiếc là lăng hàn không có cách truyền tứ tượng thuật cho những người khác bởi vì cái này cần bốn thiên tôn ký hiệu duy trì không có hết thảy đừng nói đi đi xem nữ nhi một chút Lăng Hàn cười nói, hắn cùng nữ hoàng cải biến dung mạo, sau đó tiến vào võ Việt, bất quá, bọn hắn dạo qua một vòng, phát hiện nữ nhi vẫn không có trở về, để Lăng Hàn không khỏi có chút bận tâm. Chương 3178, Hắc cảnh. Không dài, nữ nhi quá đẹp, có thể gặp được nam nhân không có hảo tâm gì hay không? Hắn biết rất rõ ràng Lăng Hy có được thực lực chuẩn thiên tôn, lại vẫn vô cùng lo lắng, đây là đặc quyền của một phụ thân. Ta không yên lòng, Lăng Hàn nói, ta muốn đi tìm nàng. Nữ hoàng so với hắn thoải mái hơn nhiều, nhưng Lăng Hàn đã quyết định muốn đi tìm nữ nhi, nàng tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Bọn hắn xuất phát, một đường tìm kiếm manh mối. Rất nhiều năm sau, bọn hắn đi tới một trấn nhỏ, căn cứ tư liệu biểu hiện, Lăng Hy ở 7 năm trước từng đặt chân ở nơi này. Khoảng cách nữ nhi hẳn là rất gần, nghe nói, Lăng Hy muốn tìm kiếm một cổ tiên vương di bảo, đây chính là địa điểm có khả năng nhất, chúng ta chờ ở chỗ này một chút, tùy thời có thể gặp được người. Lăng Hàn nói. Nữ hoàng gật đầu, bọn hắn ở lại nơi này, chờ đợi trùng phùng nữ nhi. Bây giờ Lăng Hàn có được 13 thiên tôn ký hiệu, chung một chỗ vận chuyển, tốc độ tu luyện của hắn có thể tăng lên 109 lần. Cái này nhìn như hết sức kinh người, nhưng vì lực lượng vị diện trong cơ thể hắn vô cùng vô tận, trên thực tế tốc độ tu luyện y nguyên rất chậm. chí ít tốc độ của nữ hoàng nhanh hơn hắn nhiều, bây giờ đã là nhất bộ hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong cũng không xa. Lăng Hàn thì sao, Hắn vừa mới sở đến cánh cửa nhất bộ trung kỳ, nhưng khoảng cách vừa tới còn cần một đoạn thời gian rất dài. Thiên Tôn ký hiệu a, à, hắn còn muốn càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều. Bọn hắn đợi, chính là 37 năm, thời gian này cũng không tính dài, giống như Lăng Hàn hiện tại tùy tiện đi một chỗ thám hiểm, cái kia tiêu tốn mấy vạn năm tuyệt đối là chút lòng thành. Một ngày này, giữa thiên địa đột nhiên vang lên kinh lôi, đại địa run rẩy dữ dội, phảng phất như trời muốn sập xuống. Lăng Hàn bỗng nhiên mở hai mắt ra, Nhìn về phía phương xa, phảng phất như địa phương lại xa cũng khó thoát ánh mắt của hắn. Hắn lộ ra nụ cười, nhưng rất nhanh liền ngưng kết, biểu lộ trên mặt cổ quái không nói ra được. Nhưng mỗi một phụ thân nào trải qua gả con gái, đều sẽ hết sức rõ ràng loại vẻ mặt này đại biểu cho cái gì. "A, à, Tiểu Hy còn có một đồng bạn." Nữ hoàng nói, nàng nhìn thấy, Lang Hy đang bay về phía tiểu trấn, nhưng nàng cũng không phải một người, bên người còn có một nam tử phong độ nhẹ nhàng, khí khái hào hùng bừng bừng, cực kỳ siêu phàm tên vương bát đản này lăng hàn thì thào hắn có một loại xúc động giết người rất nhanh lăng hy cùng tên nam tử kia đã đi tới tiểu trấn nữ hoàng phát ra một đạo thần niệm thân hình lăng hy lập tức ngưng lại lăng sư muội thế nào người trẻ tuổi bên cạnh hỏi lăng hy thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mẹ ta ở chỗ này ồ người tuổi trẻ kia vội vàng gật đầu vậy nhất định phải đi bái kiến bá mẫu một chút thân hình hai người rơi xuống đã xuất hiện ở trước khách sạn của lăng hàn cùng nữ hoàng nữ hoàng dẫn đầu đi ra ngoài nhiều năm như vậy không nhìn thấy nữ nhi lấy tính cách của nàng cũng hơi nhớ nhung mẹ lăng hy nhào vào lòng nữ hoàng đã nhiều năm như vậy nàng cũng đã trưởng thành là một đại cô nương dung mạo hoàn toàn không thua nữ hoàng đứng chung một chỗ như tịnh đế liên hoa mỹ lệ phong hoa tuyệt đại nữ hoàng khẽ vuốt tóc dài của nữ nhi một chút về phần người tuổi trẻ kia thì bị nàng không nhìn chớ nói người trẻ tuổi này hiện tại cùng lăng hy không hề có một chút quan hệ coi như thành con rể của nàng nàng cũng khẳng định xa cách, tuyệt đối không có khả năng mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thích. Mẹ, cha đâu, Lăng Hy hỏi, nữ hoàng dùng tay chỉ về phía sau, trên lầu, a à, vì cái gì cha không xuống. Lăng Hy không hiểu, ở Lăng gia tuyệt đối là Lăng Hàn cực kỳ sủng ái nàng, hiện tại nhiều năm như vậy không có gặp mặt, Lăng Hàn thế mà còn ngồi ở trên lầu. Hắn đang tức giận, nữ hoàng cười nói, Lăng Hy càng không rõ ràng, tức giận, giận cái gì, có gì phải tức giận. Nàng vội vàng chạy lên lầu, ta đi xem cha trước, ngay cả đồng bạn cũng mặc kệ. Tại hạ hát cảnh, gặp qua bá mẫu, người tuổi trẻ kia nhìn nữ hoàng làm một cái vái chào, lộ ra không kiêu ngạo không tự ti. Hắn hoặc là bản thân vô cùng tâm cao khí ngạo, hoặc chính là có thiên đại bối cảnh, nếu không chỉ là một chuẩn thiên tôn, như thế nào dám ở trước mặt nhất bộ tùy ý như thế. Nữ hoàng xa cách, ngoại trừ lăng hàn cùng nữ nhi, bất kỳ người nào ở trong mắt nàng đều là cặn bã. Hát cảnh bị mất mặt, không khỏi có vẻ hơi xấu hổ, đành phải sờ mũi một cái. Trên lầu, Lăng Hy vừa vào cửa liền nhìn thấy Lăng Hàn ngồi trên ghế, nhưng hai mắt nhắm nghiền, giống như ngủ thiếp đi. Nàng đi tới, nói khẽ, cha, Lăng Hàn không để ý tới, đợi Lăng Hy lại kêu vài tiếng, hắn mới mở hai mắt ra. Đã lâu như vậy, cũng không trở về nhà xem một chút. Hy Nhi trở về, bất quá, Lăng Thành đã không tồn tại. Lăng Hy nói, bất quá, nữ nhi biết cha người bản lãnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Đúng thế, cha ngươi, Lăng Hàn vừa nối liền miệng, muốn thổi phồng mình vài câu, nhưng lập tức nghĩ đến không thể bị nha đầu này đánh lạc hướng. Hắn tăng hắng một cái, nói, tiểu tử bên ngoài kia là ai? Lăng Hy bừng tỉnh đại ngộ, mới biết được phụ thân giận cái gì. Ăn dấm nàng không khỏi buồn cười nói, chỉ là một sư huynh trong võ viện, lần này vừa vặn cùng đi cổ tiên vương di tích tầm bảo, gọi hát cảnh. Hát cảnh, tiệc vui chóng tàn, Lăng Hàn lắc đầu, danh tự này quá kém. Lăng Hy không khỏi im lặng, ngài thật sự là nhìn người không vừa mắt, ngay cả danh tự cũng làm phiền ngài. Cha, người không nên hiểu lầm, ta cùng hát cảnh kia chỉ là ngẫu nhiên gặp được, cũng không có cái gì. Lăng Hy cười giải thích, thật, Lăng Hàn nửa tin nửa ngờ. Thật, Lăng Hy gật đầu, lúc này Lăng Hàn mới cười. Ta đã nói rồi, tiểu bạch kiểm kia lớn lên kém như vậy, chỗ nào xứng với nữ nhi bảo bối của ta. Lăng Hy không khỏi im lặng, hắc cảnh cũng rất có bối cảnh, cha chính là một vị ngũ bộ thiên tôn, ở trong võ viện thuộc về loại hình có thể đi ngang. Nàng tự nhiên cũng không có ý tứ thay hắc cảnh nói chuyện, vốn không có ý gì, đừng để lão cha hiểu lầm a. À. Nàng bồi tiếp lăng hàn xuống lầu, chỉ thấy hắc cảnh đang lúng túng đứng đấy, nữ hoàng phong hoa tuyệt đại, như vầng trăng cô độc, căn bản khinh thường phản ứng hắn, để hắn có chút đứng ngồi không yên. Trường 3179, thẩm vấn, tại hạ hắc cảnh, bái kiến bá phụ đại nhân, Hắc cảnh nhìn thấy lăng hàn, vội vàng đi lên phía trước thi lễ, một bộ người khiêm tốn. Cái kia tiệc vui chóng tàn, lăng hàn thuận miệng nói, sau đó phát hiện không thể ở trước mặt người ta nói cái này, liền sửa lại. Ngươi là thế nào chạy tới nơi này? Hắn tin tưởng ái nữ đối với nam nhân này không có gì, nhưng cái tiệc vui chóng tàn này tuyệt đối đánh chủ ý nữ nhi, cho nên hắn phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Dựa vào, lại dám ngấp nghé tiểu bảo bối của hắn. Hác cảnh không khỏi sắc mặt tối đen, hắn là chuẩn thiên tôn, lập tức liền muốn đột phá, người thế mà rủa ta như thế. Nhưng nể mặt Lăng Hy, hắn cũng không có khả năng phát tác, thứ hai, hắn cũng nhìn không thấu thực lực của Lăng Hàn, chỉ cảm thấy đối phương thâm trầm như biển, nhưng lại không có một tia khí tức lưu chuyển, giống như người bình thường. Đây là bởi vì Lăng Hàn không giống thiên tôn khác trực tiếp nuôi dưỡng lực lượng vị diện ở trong thân thể, mà ẩn dục ở mỗi một tế bào, tạo thành một nguyên thế giới cỡ nhỏ. Hắn tự thành một thể, đương nhiên không có khả năng có một tia lực lượng, khí tức lưu chuyển ra, trừ khi hắn cố ý gây nên. Bá phụ, ngài thật sự là thích nói giỡn. Hác cảnh cười nói, xem như hóa giải cho mình một chút xấu hổ, sau đó nói. Thật đúng là xảo, ta cũng muốn tới di tích cổ này thám hiểm, vừa vận đụng phải lăng sư muội. Lăng hàn cười ha ha, ngươi không phải chuẩn thiên tôn sao, còn đi tiên vương di tích làm gì, có thể làm cho ngươi đề cao. Hác cảnh không khỏi giật mình, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức lại nói. Không dối gạt bá phụ, ta là cố ý đi theo lăng sư muội cái di tích cổ này chính là tiên vương tầng 9 lưu lại nhưng lăng sư muội chỉ có tu vi tầng 4, ta lo lắng nàng gặp được nguy hiểm nha lời này nói đến xinh đẹp chẳng những thành thành khẩn khẩn để lộ ra quan tâm đối với lăng hy mơ hồ còn tỏ tình lại biểu hiện vô cùng tự nhiên dù lăng hy không muốn với hắn cũng không có khả năng cự tuyệt hắn đúng hay không lão thủ bụi hoa a à, trong lòng lăng hàn càng không thích ra hỏa này nữ nhi của hắn sao có thể giao cho loại người này Vậy thu hoạch như thế nào? Hắn hỏi, coi như không tệ, chỉ là cuối cùng chạm đến cấm chế vị tiên vương tầng 9 kia bố trí, làm cho cả di tích sụp đổ. Hác cảnh hời hợt nói, đây là tự nhiên, hắn chính là chuẩn thiên tôn, coi như vị tiên vương tầng 9 kia sống lại cũng khó có khả năng tạo thành tổn thương gì với hắn, huống chi là sau khi chết bày ra hậu thủ. Lăng hàn câu được câu không hỏi, kém chút lật ra toàn bộ nội tình của Hác cảnh. Kỳ thật ra thế của Hác cảnh khá kinh người, con trai độc nhất của ngũ bộ thiên tôn, Mặt khác, bản thân hắn cũng tương đối phi phàm, tu luyện bất quá hơn 3 tỷ năm, liền đã bước vào chuẩn thiên tôn, cái này có mấy người làm được. Đổi một tiên vương tầng 4 khác, bị hắc cảnh truy cầu như thế, đoán chừng đã sớm giao thân thổ lộ tâm tình, cũng chỉ có lăng hy, nàng nhìn như yên ổn vô cầu, nhưng trong xương lại kiêu ngạo giống như nữ hoàng, loại thiên tài cấp bậc này còn chưa đủ đả động nàng. Chỉ ít, hắc cảnh không có bắt được cái điểm kia, có thể để nàng động tâm. Nữ nhi không thích, lăng hàn cũng lười để ý hắc cảnh hắn nhìn về phía Lăng Hy. Nữ nhi ngoan, lần này về nhà ở thêm mấy ngày chứ? Vâng, Lăng Hy gật đầu, chia lìa nhiều năm như vậy, nàng cũng nên về nhà bồi cha mẹ. Vậy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai xuất phát, Lăng Hàn phất phất tay, nữ nhi vừa mới kinh lịch một trận mạo hiểm, tự nhiên phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Kỳ thật trong cơ thể Lăng Hy có một tiểu thế giới, sau khi kích phát có thể để nàng có được thực lực chuẩn thiên tôn, chỉ là tiên vương tầng 9 bố trí đối với nàng mà nói lại có nguy hiểm gì sẽ mệt cần nghỉ ngơi sao nhưng đừng quên lăng hàn là một phụ thân sùng ái nữ nhi đến cuồng ma không thể thuyết phục bốn người phân biệt ở lại bất quá Hắc cảnh rất nhanh liền đi tìm lăng hy lăng sư muội cha mẹ ngươi rất uy thế dọa đến ta chân đều mềm nhũn Hắc cảnh cố ý nói như vậy lăng hy mỉm cười kỳ thật cha ta có rất ít thời điểm nghiêm túc rất dễ nói chuyện Hắc cảnh oán thầm không thôi vậy cũng gọi dễ nói chuyện cũng chỉ là đối với ngươi a hắn cười nói, ở dưới cha ngươi để ra nghi vấn, sự tình ta khi còn bé móc tổ chim cũng nói ra. Đúng, ta còn không biết tục danh của bá phụ, Lăng Hy có chút do dự, nàng tự nhiên biết Lăng Hàn là tai tinh lớn cỡ nào, hiện tại ở trong võ viện vẫn có ít người nghiến răng với hắn, mà nghe nói, trong viêm xương vị diện cường giả muốn bắt phụ thân nàng không có một ngàn cũng có tám trăm. Tại sao nàng muốn giấu giếm thân phận mình là nữ nhi của Lăng Hàn? Không phải là Lăng Hàn không muốn bởi vì hắn năm đó xông ra họa, đắc tội người đem sổ sách tính tới trên đầu nàng sao. Lang Hy bản ý là không muốn nói, nhưng ngấm lại phụ thân đã bị đối phương đụng phải, mà đối phương cũng một mảnh thành ý, nàng có thể không tiếp thụ tình cảm của đối phương, nhưng lừa gạt lại không đúng. Bởi vậy, nàng suy tính một chút mới nói, cha ta tên Lăng Hàn, Lăng Hàn, hát cảnh thì thào, sau đó lộ ra vẻ thẹn thùng. Không có ý tứ Lăng Sư muội ta thật chưa nghe nói qua đại danh của bá phụ. Lăng Hy ngược lại không quan trọng, mặc dù tiếng xấu của lăng hàn ở trong võ viện còn lưu truyền nhưng thời gian dù sao đi qua quá lâu đám học viên năm đó hoặc đã chết trận hoặc bước vào thiên tôn rời đi võ viện bây giờ xác thực không có bao nhiêu học viên còn biết tên lăng hàn hát cảnh không có nghe nói truyền thuyết của lăng hàn cũng là chuyện rất bình thường bất quá bá phụ hẳn là thiên tôn a hát cảnh hỏi mặc dù khí thức của bá phụ không hiện lại cho ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ lăng hy gật gật đầu gia phụ là nhất bộ thiên tôn khó trách, hắc cảnh vỗ đùi, hắn lại nói, bá mẫu cũng đẹp như tiên nữ, khó trách sẽ sinh ra lăng sư muội như thế. Lăng Hy chỉ cười nhạt một tiếng, nàng trời sinh niềm tĩnh, đối với loại lấy lòng này không có cảm giác gì. Hắc cảnh cũng biết mình vỗ mông ngựa ở trên đùi ngựa, liền cười cười. Sư muội, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, vì huynh cáo lui trước. Hách sư huynh xin cứ tự nhiên, Lăng Hy rất lễ phép đưa Hắc cảnh ra ngoài, chi, cửa phòng đóng lại.